Ví dụ như hai vợ chồng phải làm cái giấy là tôi tình nguyện ly hôn và tôi để lại toàn bộ tài sản này cho vợ con tôi ra đi với hai bàn tay trắng. Và cái việc lập cái văn bản ấy là phải ở một cơ quan công chứng nhà nước. Gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Vĩnh Phúc ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Em hỏi anh ơi, anh ơi, chồng em nó đi theo một cô con gái ở trên Thái Nguyên ấy. Bây giờ em làm đơn để cho bên ly dị, nhưng mà chả biết là có được không anh. Hai vợ chồng lấy nhau bao nhiêu năm rồi? 23 năm rồi anh ạ. À thế à, thế hai bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay hơn 40 rồi, 42, 45. Bạn 42 và anh ấy 45 tuổi đúng không? Vâng. Thế là có mấy mặt con rồi? Em có hai mặt con rồi. Ừ, các cháu lớn chưa? 20 rồi. Con bé năm lên 12 rồi. Rồi, thế bạn 42, anh ấy 45 tuổi, có hai người con đúng không? Vâng. Mà cháu lớn thì là 20 tuổi rồi đúng không? Vâng, vâng. Anh ta thì theo một cô gái ở Thái Nguyên. Vâng. Thế bây giờ thì bạn đang tính là có nên ly hôn hay không đúng không? Vâng ạ. Anh ta theo anh bao nhiêu năm rồi? Anh ấy mới theo được gần một năm anh ạ. Thế một năm qua thì anh ấy về, có về nhà không? Mấy tháng nay anh không về nhà nữa. Thế à, anh có liên lạc với con cái và vợ ở nhà không? Ít lắm, anh ấy không lâu lắm rồi em không liên lạc. Bây giờ tài sản ví dụ như là bìa đỏ bìa điếc là đã nhà cửa đất đai ấy thì anh ấy vẫn để lại cho em, nhưng bây giờ em không biết là nếu mà ra tòa thì em có được hưởng hết không hay là em phải chia cho anh ấy. Bây giờ tóm lại nếu ly hôn là bạn tiếc anh ý là tiếc đất cát hay tiếc nhà cửa, tiếc bìa đỏ? Ý là nhà cửa đất đai ấy, thì là em có được hưởng không hay là lại phải chia ra? Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, xin chào. Vâng. Anh ấy trước đi làm gì? Anh ấy lao động ở nhà hay là cái dân... Anh ấy làm công nhân ạ. Công nhân. Mình ở đâu nhỉ? Mình quê mình ở đâu nhỉ? Em ở Vĩnh Phúc ạ. À, mình ở Vĩnh Phúc này. Thế xong rồi khi anh đi làm công nhân chắc là làm khu công nghiệp à? Ừ, vâng. Ừ. Anh ấy làm... Làm khu công nghiệp xong rồi quen với một cô gái ở Thái Nguyên đúng không? Vâng. Sau đấy thì quen nhau ạ. Xong đấy thì theo cô ấy luôn. Mình có biết cô gái là cô thế nào không? Có chồng rồi hay chồng chết hay là bây giờ? Có, cô đấy lấy chồng 3 lần rồi nhưng mà bỏ nhưng không. Bây giờ chồng em liên mẹ cô ấy có nhà có cửa rồi. Thì là chồng em ở đấy luôn ạ. Tức là 3 lần cô lấy chồng mà đều là ly dị chồng. Vâng, vâng, bỏ nhau rồi ạ. Vâng, bây giờ cô là... không có con cái gì đúng không? 3 lần lấy chồng không có con. Có một đứa con gái. À, rồi. Vâng. Thế nhưng mà cô là người độc lập tự chủ, hiện nay cô có nhà riêng, hai mẹ con cô ấy ở đó, cho nên là ông xã vâng, nhà mình thích cô thì lên đấy ở luôn vào đấy. Vâng, vâng. Và chắc cũng vẫn đi làm bình thường cứ như vợ chồng vâng, vâng. Như gia đình vâng, đúng không? Vâng. Và nhà thì không gửi tiền gửi nong gì về cho con. Mình có hỏi anh ấy về cái chuyện là thế thì bây giờ anh tính thế nào không? Anh ấy cứ bảo là bây giờ anh về làm cái chuyện này chuyện kia, anh ấy thì không sống được nữa, anh ấy bây giờ anh ở thôi. Còn bây giờ nói đi nói lại anh họ Hà cũng nói anh ấy không nghe. Ừ. Vâng. Thế thì trước cái lúc mà anh ấy bỏ đi với này, cái cô ấy thì cuộc sống rồi tình cảm vợ chồng nó như thế nào? Có đánh đập cãi nhau thường xuyên đến nỗi mà chán đời đi gì không? Không ạ. Không, vợ chồng không gì cả. Không, thì hôm trước anh ấy đi ý, thì trước đây anh Tiền Long thì chưa cho em thẻ tất cả em biết trong gia đình, nhưng anh ấy đi lại về anh ấy cứ đòi thẻ giả cho anh ấy, thì em bảo anh trả lại anh hết một tuần cam kết cho em ý là giúp lại toàn bộ tài sản cho em, thì anh ấy bảo là thì anh ký luôn, em viết xong anh ký luôn. Thứ nhất là thế này. Vâng. Bây giờ thì tôi chưa nói đến chuyện là sẽ ly hôn thì sẽ chia đất đai nhà cửa tài sản thế nào, nhưng mà mình có còn tình cảm với anh ấy không, mình có hy vọng rằng anh ấy đi. Thật ra thì một cái người đàn ông cũng ngót 50 tuổi rồi, cũng vợ cũng con cũng 20 tuổi rồi, thế và cũng có thể rằng là sau một thời gian chung sống tình cảm vợ chồng nó cũng nhạt đi rồi, nó nhàm nó chán, nay lại vớ được một cái cô này, cô lại đáp ứng được những cái nhu cầu tình cảm cũng như là về nhiều thứ của anh ấy, khiến cho anh ấy cũng mê mẩn đi, mà rồi đấy vợ mình con mình thì bỏ xong lại đi với cái cô mà cái cô cũng nhiều lần bỏ chồng rồi, xong lại giờ lại đi chăm nuôi con cô ấy, thì có phải rằng là dại dột không? Mê cô đấy còn trẻ lắm không ạ? 3 đời chồng rồi cơ mà đúng không? Vâng, vâng. Không phải là một cô gái mới lớn dại dột rồi bập vào. Mình có nghĩ rằng là thôi cứ kệ ông ấy, bây giờ thì mình có ly hôn cũng chẳng làm cái gì, nhà cửa tan nát đất đai cũng phải chia bôi rồi, con thì lại thế nọ thế kia, tất nhiên các con bây giờ thì không phải chia nữa đâu, hai con nhà mình hoàn toàn trưởng thành và các con tự quyết định là ở với bố ở với mẹ hay là chẳng ở với ai nhá, đấy là về con, cho nên là không phải lo lắng.
Cái việc thứ hai thì mình cũng 50 tuổi rồi. Mình cũng... Em 43. Rồi, thế có hy vọng là đi bước nữa không, nếu ly hôn ấy? Em cũng không nghĩ là đi bước nữa đâu, bởi vì em có một trai một gái rồi. Nhưng em nghĩ là bây giờ cho anh một con quyền lựa sống như thế nào. Tức là mình muốn trừng phạt anh bằng cách là lấy hết tài sản, để sau đấy là anh mới trắng mắt ra rằng là không có tiền thì em gái nó có theo nữa không, cái gì? Vâng, em muốn lấy hết luôn. Còn để cho anh ấy một mình, anh ấy báo tay cho anh ấy ra đi một mình. Ví dụ như hai vợ chồng phải làm cái giấy là tôi tình nguyện ly hôn và tôi để lại toàn bộ tài sản này cho vợ con tôi ra đi với hai bàn tay trắng. Và cái việc lập cái văn bản ấy là phải ở một cơ quan công chứng nhà nước, một cái cơ quan mà có thể có quyền xác nhận đúng, là để tránh trường hợp là một tay mình cầm dao, một tay thì dọa rằng là có ký không, không ký thì cho một nhát. Cho nên là cái này liên quan tài sản mà, cho nên người ta không tin mỗi cái giấy mà mình viết xong rồi anh ấy ký lòng nhoằng vào đâu. Vâng. Thế này nhá, về mặt nguyên tắc thì mình cứ viết đơn, trong đơn mình cũng trình bày cái phương án phân chia tài sản. Còn về mặt con cái thì chúng tôi là các cháu đã lớn, đã trưởng thành, đã đủ là những người công dân trên 18 tuổi, các cháu có quyền tự quyết. Thế còn về đất đai thì hiện nay chúng tôi có một mảnh đất như thế, với cái gắn liền với lại cái nhà ở như vậy, và thuận tình rằng là tôi sẽ ở lại ngôi nhà này, anh ấy ra đi và không phải bồi thường hay đưa bất cứ một thứ gì cho anh ấy. Đấy là tòa như thế. Thế còn thì đến lúc ra tòa, nếu như không có ý kiến gì thì người ta sẽ chia theo luật định. Thế còn thì có ý kiến của mình thì người ta xem xét, nhưng không có nghĩa là tất cả cái gì mình nói người ta cũng nghe đâu. Có những thứ mà ngộ nhỡ ra ăn đấy rồi người ta nói rằng nó lú còn có chú nó khôn. Sẽ có những người mà người ta xui cho anh ấy chứ. Anh ấy lúc ấy là chỉ cần muốn là thoát được khỏi gia đình để đi với lại cái bạn gái kia, thì anh nói rằng anh chả cần gì, chỉ anh nghĩ là cái thân xác của anh là quý giá nhất rồi, đi đến đâu là cũng có thể kiếm ăn được. Nhưng mà rồi có người nói chứ, nhất là cái cô kia, cô nói rằng anh dại thế, anh có nhà cửa đấy. Hai nữa là khi một người đàn ông trắng tay thì có khi giá trị nó cũng giảm đi một tí. Thế chưa chắc là ông ấy đã đồng ý đâu. Lúc điên lên chỉ muốn cho mình khỏi nói lèo nhèo thì ông ấy nói vậy thôi. Thế thì làm đơn, trong đơn trình bày rõ và mời anh ấy về ký. Còn nếu anh ấy không về ký thì mình cứ gửi đơn phương lên tòa án nhân dân huyện. Mình ở huyện đúng không? Vâng. Gửi án tòa án nhân dân huyện và người ta sẽ làm các cái bước theo những thủ tục nhất định nhá. Vâng. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Chúc bạn gặp nhiều điều may mắn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, Vĩnh Phúc đâu ạ? Vâng, đây, tôi đây ạ chị. Dạ vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì ạ? Vâng, cho tôi hỏi cái, cháu nhà tôi nay ngoài 30 tuổi rồi. Thì cháu cứ đến tháng ấy, thì cháu hành kinh, thì cháu cứ đau bụng với lại đi ngoài ấy. Vâng. Và nó cứ kéo dài kinh hàng tháng ấy. Thế hôm qua thì vừa đi siêu âm thì phát hiện có cái u nang nội mạc tử cung. Vâng. Cho tôi hỏi như thế thì xử lý thì ở trên này thì bác sĩ thì sẽ yêu cầu là vào viện, nhập viện để mổ ngay. Vâng. Thế thì tôi hỏi xem là tư vấn là mổ ngay có được không, hay là có cái thuốc gì để điều trị cho nó teo đi được không anh? Rồi ôi, cho con đi khám và bác sĩ người ta yêu cầu là nhập viện để mổ ngay, mà bây giờ chị lại quay ra chị hỏi chúng tôi thì có phải là chậm một nhịp không? Không anh ạ, bởi vì như này này, tôi vẫn đang muốn cho cháu đi về phụ sản trung ương để kiểm tra lại xem là ở dưới đấy bác sĩ tư vấn như thế nào, cho nên là tôi cũng vẫn còn lăn tăn. Con gái chị đã có chồng chưa và chị có cháu chưa? Cháu chưa có chồng. 30 tuổi chưa lấy chồng và hiện tại là có u nang đúng không? Vâng. Và bác sĩ chỉ định ở bệnh viện trên điện đó là bảo nhập viện cấp cứu để mổ ngay. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng, vâng. Vâng, chị ơi, tôi chào chị. Vâng, anh chào chị. Tôi rất là thông cảm với chị, mình rất lo đúng không? Vâng. Con nó lại chưa lấy chồng, rồi nó lại chưa sinh nở lần nào. Thế vâng. Bây giờ lại mổ như thế rồi, không biết sau này nó làm vợ làm mẹ thế nào. Vâng. Chị lo là đúng mà, đúng không? Vâng. Bác sĩ ở Vĩnh Phúc chẩn đoán là con có cái lạc nội mạc tử cung hả chị? Vâng. U lạc nội mạc tử cung mà nó to đến 7 cm rồi. Vâng. Vâng. Mỗi lần hành kinh thì rất là đau đúng không? Thực ra cái đau bụng và đi ngoài thì nó cũng nhiều người bị mà. Vâng. Khi mà đến kỳ hành kinh thì nó có rất nhiều sự thay đổi của cơ thể và làm cho các bạn ấy rất là khó chịu. Những cái trường hợp như con chị thì không phải là ít. Thế nhưng mà đến bây giờ thì có vẻ cái khối lạc nội mạc tử cung này nó không biết là từ bao giờ, nhưng mà đến bây giờ thì nó lại còn gây ra dấu hiệu rong kinh đúng không chị? Cháu thì nó vẫn, tức là mọi khi thì nó cũng rong, nó bị đến từ cái lúc mà nó bị kinh đến bây giờ là nó vẫn cứ bị rong. Thế nhưng mà mấy cái tháng gần đây là nó lại còn bị kiểu cứ trước
hành kinh ấy. Vâng. Nó cứ bị 2-3 ngày xong nó bị ra, cho nên là tôi thấy là bất thường thì mới lại cho cháu đi kiểm tra. Đúng đấy chị ạ. Vâng. Cái khối lạc nội mạc tử cung này thì đúng là nếu như mà nó nằm, bác sĩ có nói rõ chắc nó nằm ở trong thân tử cung à? Kết luận là u nội mạc tử cung thế thôi, chứ còn không nói là kết luận ở trong nào cả. Vâng. Thông thường thì những cái khối lạc nội mạc tử cung này nó nếu nó nhỏ hoặc nó không ảnh hưởng nhiều thì người ta cũng không cần phải can thiệp gì cả và mình cứ sống chung với nó thôi. Nhưng mà trong trường hợp của con chị, thứ nhất là cái kích thước nó cũng tương đối là lớn rồi. Thứ hai nữa là nó đã ảnh hưởng tới cái chu kỳ kinh nguyệt của cháu ấy ạ. Nó làm cho có thể là rong kinh, rong huyết rồi. Thế cho nên phải xử lý. Thế nếu như mình đi sớm hoặc là có điều kiện thì nó chỉ là mổ nội soi thôi chị ạ. Thì nó cũng không ngại lắm, người ta sẽ bóc tách cái khối lạc nội mạc tử cung đấy thì sau này con sẽ không bị ảnh hưởng gì. Chứ còn nếu như mình không xử lý gì, mình để thì cái khối lạc nội mạc tử cung đấy nó sẽ to lên. Thế và nếu như nó nằm ở trong thân của tử cung hoặc là nó nằm ở trong tử cung ấy thì tôi e là kể cả bây giờ có thể nó không có triệu chứng gì, nhưng mà sau này khi mà con có gia đình, đặc biệt là khi con có thai ạ, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc có thai tự nhiên của con, cũng như là cái việc mà giả sử có thai tự nhiên đã khó rồi, còn giả sử nó có thai đi chăng nữa thì nếu nó là ở trong thân tử cung thì nó ảnh hưởng tới cái việc phát triển của thai nhi nữa cơ. Đấy, tức là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái việc làm mẹ của con sau này chị ạ. Vì thế thì chị cũng nên cho con đi kiểm tra, và tôi cũng hoàn toàn nhất trí với chị là mình nên kiểm tra lại ở một cái cơ sở mà nó chuyên về sản phụ khoa và nó tốt một chút, bởi vì là con mình là chưa có gia đình, cháu chưa sinh nở lần nào. Thế chính vì thế tất cả những cái vấn đề gì mà can thiệp tới sức khỏe nói chung cũng như là liên quan tới cái sức khỏe sinh sản thì mình cố gắng là những cái gì tốt nhất mình làm cho con để sau này mình yên tâm chị nhỉ. Vâng. Con rất hỏi thì chị Thí ạ. Vâng. Khi mà đi tôi vẫn xác định là nó to như thế thì là phải mổ rồi, thì bác sĩ trên này bảo mổ nội soi. Vâng. Thì tôi không đắc tâm gì cả, tôi muốn cho đi kiểm tra lại cho chắc chắn thôi. Nhưng mà tôi hỏi là khi mà nó mổ nội soi như thế xong rồi ạ, thì thời gian sau nó có mọc lại không chị? Nó tùy chị ạ. Nếu như người ta giải quyết được triệt để cái khối lạc nội mạc tử cung đấy thì mà nó chỉ có một chỗ như thế thôi thì nó sẽ không tái phát lại nữa. Thế còn nếu như trong trường hợp mà nó phức tạp hơn, tức là nó lan tỏa hơn hoặc là lại có một cái khối lạc ở chỗ khác nữa, có thể cũng ở trong tử cung, thì lúc đấy mình lại phải xử lý sau nhá. Thế trước mắt là chị cứ cho con đi để xử lý sớm cho con, bởi vì là nếu không thì lại càng để lâu nó lại càng to và phải mổ phanh thì lại phức tạp hơn nhiều. Vâng. Chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ rồi chứ. Xin chào chị nhé. Vâng, chào. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Alo, Ninh Bình đâu ạ? Vâng, em muốn tư vấn về chuyện tình cảm ạ. Rồi. Thì em có được giới thiệu một cái anh này sinh năm 89 ạ, em sinh năm 2000. Thì anh ấy đến nhà em chơi giới thiệu ạ. Thì anh ấy lúc đầu, cuộc ngày đầu tiên đến chơi thì hôm sau về thì anh nhắn tin chê em là trẻ con, không người lớn chín chắn. Thì em níu thì anh ấy đồng ý quay lại. Xong mấy hôm sau cũng sang nhà em chơi giới thiệu với bạn bè. Rồi. Quan tâm em. Rồi. Em cứ tưởng là anh có tình cảm với em ấy. Rồi. Mà rủ em đi chơi, nhưng mà sau khi mà anh ngon ngọt với em xong thì có được tình cảm của em, thì con gái mà con trai nó nói ngọt tí là đồng ý vào nhà nghỉ. Thế à? Thì sau vào nhà nghỉ được trong khoảng tuần thì bạn ấy bảo chia tay, lý do là không hợp. Em gọi điện thì không nghe máy. Em sang nhà bạn trai ấy. Anh đi làm lái xe suốt không gặp bố mẹ. Bố mẹ lần đầu thì bố mẹ ấy tưởng là bạn của anh Hà cũng tiếp đón, nhưng mà sang lần hai thì bố mẹ không tiếp đón nữa. Chắc là do anh đấy cũng nói với bố mẹ ấy. Thì em muốn
chuyên gia tâm tư vấn cho em là em thì thương anh ấy thật lòng, nhưng mà có nên tiếp tục hay nên dừng lại ạ? Từ hôm vào nhà nghỉ đến nay là bao nhiêu ngày rồi? Hình như là được 12 hoặc là 13 ngày đấy ạ. Em thử thì không có thai ạ. 12 ngày đó là anh ta không liên lạc với bạn à? Vâng ạ, đấy thì bạn... Và cũng là hai lần sang nhà anh ý gặp bố mẹ anh ý. Lần thứ đầu thì là được tiếp đón bởi vì người ta nghĩ là chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng lần thứ hai chắc người ta nhận ra rằng là cô này chắc là đến ăn vạ con trai người ta đúng không? Thì người ta thôi từ chối luôn đúng không? Bạn thì sinh năm 2000, anh ta sinh năm 89, tức là cách nhau 11 năm, 11 tuổi. Anh ta thì nghề lái xe, đâm ra là nay chỗ này, mai chỗ khác, đúng không? Bạn thì chắc là cô gái mới lớn, chắc là chưa yêu ai lần nào đúng không? Đâm ra là lần đầu tiên mà nghe thấy ngon ngọt phát là vào nhà nghỉ luôn, đúng không? Thế là lần vào nhà nghỉ là 1-2 tiếng hay là cả đêm vậy? Một vài tiếng thôi ạ. Thì bạn ấy ngọt thì em cũng cứ tưởng là bạn ấy thật lòng. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, chào em. Vâng ạ. Sinh năm 2000, năm nay 21 tuổi, trẻ nhỉ? Còn đi học hay là đi làm gì rồi? Cháu đang đi làm chốt đơn ạ. Đi làm chốt đơn là làm cái gì nhỉ? Cháu học xong cấp 3, cháu đi chốt đơn bán hàng online ạ. Rồi, một người thì người ta cứ giao, người ta bán trong mình, có ai đó để lại số điện thoại, bảo là bán cho tôi ba cái quần đùi, thế là mình chốt là chẳng hạn như là anh Thành Văn số điện thoại này, ba cái quần đùi gửi về địa chỉ này đấy, vâng. Đấy là mình chốt đấy đúng không? Vâng ạ. Rồi hiểu chốt đơn. Thu nhập được không? Cháu thì nó thì từng tháng dịch này thì ít thôi ạ. Dịch này rồi. Thì ăn lương cơ bản thôi ạ. Ôi là còn lương cơ, tưởng là cứ gọi là nếu mà làm được thì chủ người ta, mình không phải là chủ đúng không? Mình cũng đi làm với một ai đó thôi. Này có nghĩ đến chuyện. Còn anh thì lái xe suốt ngày luôn ạ. Đang Tết này thì tốt quá chứ lái xe mà ở nhà thì có mà chết đói à, người ta chỉ mong là lái xe nó có nhiều việc thôi. Nhưng mà mình mới có 21 tuổi, có nghĩ đến cái học cái gì hoặc là đi làm cái gì đó không? Cho nó ổn định hơn là cái gì? Ở dưới Ninh Bình. Bố mẹ cháu không cho không. Cháu muốn học kế toán nhưng mà bố mẹ bảo kế toán mày không làm được đâu, hoặc học nghề này nghề kia là bố mẹ cháu cứ nói cái gì cũng không cho đúng không? Chỉ muốn là ở nhà xong rồi đi làm linh tinh trong mấy bữa là lấy chồng cho nó xong. Vâng, đúng rồi ạ. Thế à? Xong rồi bố mẹ có định hướng cho là lấy ai phải ở gần nhà có đông anh chị em không? Quanh nhà, nhà cháu có một anh trai thì lấy chồng rồi ạ. Với vợ. Lấy vợ rồi ạ. Vâng. Anh ở riêng đúng không? Vâng. Ôi thì chắc bố mẹ trẻ lắm nhỉ, bố mẹ đến 45 chưa? Bố cháu sinh năm 72 ạ, mẹ cháu sinh năm 73. Ôi trời, tưởng là bố mẹ sinh năm 80. Vâng. Thế xong con trai thì lấy vợ ở xa rồi, còn cô con gái không muốn cho đi học, không muốn chi đâu làm xa, luẩn quẩn ở đây. Xong được gả chồng đấy, mình ở nhà là mình là một cô con gái được bố mẹ còn rất là trẻ, rất là chiều, chỉ có đi học thôi cũng chả biết gì, cũng ngố mà lớn lên một cái là bập vào một anh, mà anh này cũng thứ nhất là tuổi thì cũng nhiều hơn mình nhiều, rồi hơn nữa là cái anh ấy là rất là từng trải lăn lộn ngoài đường, đường là cơ quan của anh ấy đúng không, mà cơ quan trải dài khắp nước ấy chứ, mà chắc chắn là cũng sẽ có những cái va chạm va đập rất là nhiều đối tượng khác nhau, thì anh ấy cũng đã nắm được là tâm lý của những cô gái mới lớn là cứ ngon ngọt một tí. Không biết là cháu có nghĩ rằng mục đích của anh chỉ để là gạ mình để vào nhà nghỉ được rồi thế là thôi không? Lúc đầu cháu không nghĩ như vậy, bởi vì anh ấy vào nhà cháu chơi nói chuyện bố mẹ tử tế lắm. Cái lúc mà chưa được cái gì giới thiệu. Lúc chưa được bao giờ cũng rất ngon ngọt. Còn hứa là cháu lúc đấy cháu cũng thấy anh cảm động, nhận sai, cháu nói mình cũng rung động, không tỉnh táo được ạ. Thật ra đấy, mình cũng vì mình non nớt cho nên mình mới không nhận ra rằng con trai khi mà nó chưa được cái món kia ấy thì gì nó cũng hứa, nó thề nó sẽ có trách nhiệm với mình, thề rằng là cứ ấy đi thoải mái anh sẽ lo cho em. Rồi trước đây là anh cũng yêu đến mấy chục người nhưng mà toàn những người mà nó không hợp, nhưng mà từ hôm gặp em đến nay anh thấy là đây mới là tình yêu đích thực của mình. Thế và bây giờ thì anh chỉ muốn đi vào nhà nghỉ thôi, ví dụ như vậy. Thế và để chứng tỏ tình yêu thì em phải trao cho anh cái quý giá nhất ấy, đúng không? Thế xong rồi bây giờ trốn xong rồi là anh ấy thấy mình sang nhà thì anh về anh bảo bố mẹ anh là cái con ấy mà nó sang bố mẹ đuổi hộ con đi, nó vớ vẩn đấy, con điên đấy, ví dụ như thế. Chứ còn bố mẹ biết sao được, đầu tiên tưởng là người làng người xóm, rồi thấy mình cũng trẻ trung xinh xắn mà con người ta cũng ba mấy rồi chưa có người yêu, thì thấy có con bé này cũng được thì bố mẹ tiếp đón đúng không? Nhưng mà chắc là anh ta về có ý kiến đấy. Hy vọng để mà anh ấy quay trở lại, anh ấy yêu thương mình rồi mang lại cho mình hạnh phúc thì rất mong manh, mà thậm chí nói rằng là không thể có. Thế nhưng mà thôi thì nó cho mình một cái bài học, mình cũng người ta bảo là mỗi lần ngã một lần bớt dại, thôi cứ coi đây là ngã lần đầu đi. Tất nhiên là ngã vài lần nữa thì không biết có bớt dại hay không, thế nhưng mà ít nhất thì mình cũng có được cái bài học là không phải ai nói ngọt cũng là người tốt.
Thế còn ban nãy ấy, là anh Thành Văn ấy hỏi một câu mà nếu mà anh không hỏi thì chú cũng hỏi đấy. Vừa mới quan hệ xong rồi con làm cái gì mà con khẳng định là không có thai? Lúc đấy kể cả cháu bảo với anh là anh ơi em có thai rồi, anh ấy cũng không trả lời, cũng thai, không quan tâm. Cũng không quan tâm. Bảo là mà anh ấy là người quen nhá. Ừ. Mà còn sang nhà chơi bố mẹ đàng hoàng tử tế, nói chuyện tử tế đàng hoàng. Thì đã bảo rằng là nhiều khi nó cứ phải giả danh là người tử tế rồi cuối cùng nó mới lộ được cái mặt thật. Mình theo dõi từ cái hôm mà quan hệ xong đến nay đã có tái có kinh lần nào chưa? Dạ chưa. Cháu thử que thử thai 4-5 lần đều không có. Bởi vì là que thử thai thì đôi khi không phải là quan hệ xong mình thử ngay mà được đâu. Thử thai là với điều kiện là mình thấy mình chậm kinh nhá, chậm so với thông thường ấy, thậm chí 5-7 ngày thì mình mới mua que thử thai, chứ còn vừa mới quan hệ hôm qua xong rồi 2 ngày sau lo quá rồi mình đi thử thai thì chắc cũng khó nhá. Đấy. Cháu quan hệ từ hôm mùng 5 mà. Ồ không biết nhá, tính từ cái hôm cháu cứ xem trong đợt tới thì mình đáng lẽ có kinh rồi mà thấy không có kinh mà 5 ngày nữa đợi không có thì hãy giật mình mà đi, mà tốt nhất là tới cơ sở y tế để được khám, chứ còn mình còn non nớt, mình còn chả biết được cái gì đâu, que biết que nào đâu là một vạch hai vạch được đúng không nhá. Rồi vậy, bây giờ ơi, thì vậy tôi... nếu có thai thì anh đấy liệu có nhận không bác? Ban nãy cháu cũng nói rồi mà, rằng là mình cũng nói rằng có thai anh còn chả thèm quan tâm rồi, vậy không thể dùng cái thai để trói buộc, kể cả cháu có thai thật chăng nữa mà người ta không có tình cảm, đích của người ta chỉ ngủ với cháu thôi thì đứa con không phải là cái cớ để anh ấy quay lại với mình nhá. Lúc vâng, ấy thì vậy... nếu chẳng may có thai thì mình phải tính đến việc là mình lo cho bản thân mình. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Thuần rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ Hải Dương. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Em chào anh ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của em là vợ chồng em cũng lấy nhau thì cũng gần 7 năm rồi. Vâng. Thì bây giờ cô ấy đi cắt mổ u lang hai bên. Rồi. Thì là bây giờ là cô ấy không có cái kinh nó ra. Thì bây giờ vợ chồng sinh hoạt thì nó cô hơi khó chịu, thì anh tư vấn cho em có cái thuốc gì đó nó cho nó dễ chịu hơn đúng không? Vâng. Tức là sinh hoạt thì hơi khó chịu, bây giờ làm nào để cho nó dễ chịu đúng không? Vâng. Rồi. Hai vợ chồng được mấy cháu rồi? Em chưa có. 7 năm chưa có con. Thế có đi khám ở đâu mà biết là lỗi tại ai không? Dạ, do vợ em mà mổ cắt u lang hai bên thì làm sao có được. Trước khi mổ ấy chứ, trước khi mổ mới mổ mà đúng không? Đâu, 2015 một lần, mới vừa rồi một lần nữa bên trái. Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Alo. Dạ alo, em chào chị ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ em năm nay 33. Thế à? Thế vợ mình bao nhiêu tuổi? Em sinh năm 96, năm nay 25-26 ấy. Ừ, thế thì vợ hai vợ chồng lấy nhau cũng đã 7 năm rồi đúng không? Vâng. Ừ, còn ít tuổi nhỉ? Mới 10 độ vâng. 19 thôi. 18. 18-19 hả? Ừ. Vâng. Cũng thương vợ lắm đúng không? Vâng. Ừ, 7 năm rồi mà mở bị u nang buồng trứng hai bên. Thế vâng. Thì cái khả năng mà có thai tự nhiên thì đúng là rất rất là khó. Em hai vợ chồng có tính tới phương án sẽ có con theo hỗ trợ sinh sản không? Đã có. Ừ. Em dự định chưa? Em có, em dự định rồi, nhưng mà bây giờ mới cả do hoàn cảnh ha. Ừ. Thì là nó cũng khó. Kinh tế hả? Vâng. Ừ. Đúng là cái đấy, để mà thực hiện được các cái biện pháp hỗ trợ sinh sản thì phải có tiền đấy. Và nhà mình mà nếu mà làm phương pháp cao nhất, tức là thụ tinh trong ống nghiệm, thì nó cũng tốn khá nhiều tiền. Và đúng là phải tính em nhỉ? Ừ. Rơi vào bao nhiêu? Nếu như bây giờ thì cũng phải khoảng độ 50 triệu trở lên. À vâng. Nhá. Ừ. Thế cho nên là đúng là phải tính và phải mặc dù năm nay thì vợ cũng mới chỉ có 25-26 thôi, cũng chưa phải là nhiều tuổi lắm đúng không? Vâng. Thế mình cũng vẫn phải có kế hoạch xây dựng vâng. Một cái lộ trình mình sẽ tiết kiệm như thế nào, rồi là ai sẽ hỗ trợ cho mình vân vân, để đến lúc mình có đủ được kinh tế thì mình mới có thể thực hiện được cái việc đó. Mặc dù vâng. rất là mong muốn đúng không em? Ừ. Vâng. Nhưng vợ chồng em thì là mỗi người đi làm một nơi, thì là mẹ chồng con dâu không hợp nhau, cho nên là vợ chồng em thuê phòng trọ đi làm. À thế à? Ừ. Đấy thì chị cũng nghĩ là chắc là nhà em cũng có nhiều khó khăn. Vâng. Kể cả vật chất rồi lại kể cả tinh thần nữa đúng không? Vâng. Mối quan hệ mẹ chồng lập dâu nó cũng không được thuận hòa, em sẽ là người khổ tâm nhất nhỉ? Em là người đứng giữa mà. Ừ, thế bên thì mẹ, bên thì vợ.
nhiều lúc mình cũng rất là khó và rất là đau đầu. Đấy, mà bây giờ lấy nhau 7 năm rồi lại chưa có con nữa thì đâm ra là bà chưa có cháu rồi bà lại càng sốt ruột. Chị nghĩ là em sẽ là người mà phải rất là vất vả để điều hòa cái mối quan hệ đó, bởi vì để động viên được cho vợ cũng như là để cho mẹ yên tâm rồi mẹ thông cảm cho vợ mình, cho gia đình nhà mình, nó cũng không phải một sớm một chiều và cũng không phải là mình chỉ nói không mà mình có thể đạt được cái nguyện vọng của mình. Có rất nhiều việc mình phải làm, trong khi đó thì cái quan trọng nhất là cả hai vợ chồng đều phải có cái thiện chí và mình phải có cái tâm mình muốn làm cái việc đó thì mình có thể làm được. Nhá. Thế quay trở lại cái việc của nhà em thì chắc chắn là mình sẽ phải có cái kế hoạch để chuẩn bị kinh phí em nhở. Thế, rồi dành dụm, rồi tiết kiệm như thế nào để sau này mình sẽ có được một chút tiền và có sự hỗ trợ của những người khác thì mình mới có thể thực hiện được cái việc đó. Vâng, chị cho em hỏi em một điều được nhỏ nhỏ được không? Ừ, em nói đi. Alo. Ừ, em nói đi. Có nghĩa là vợ em đi đi phẫu thuật ở u lang về nhưng mà cô ấy một hai tháng nay là không có cái kinh nguyệt gì ấy. Thế tức là sau khi năm 2015 thì đâu vừa rồi này ấy, mới đây rồi. Tức là 2015 thì là một lần mà. Vâng, đúng rồi. Không? Thì cái lần đấy về thì vẫn còn kinh nguyệt đúng vâng, không? Vâng, vẫn có. Vâng. Thế và lần này khi mà đi làm về cách đây bao nhiêu lâu rồi? Hơn 2 tháng. À, hơn 2 tháng thì cũng hy vọng là có thể là kinh nguyệt nó cũng chưa quay lại được đâu. Chu kỳ nó cũng chưa điều hòa. Mổ u nang buồng trứng thì thường là nó có một cái buồng trứng, nó có một cái nang nào đấy nó phát triển không thuận lợi, nó lên thành một cái u ấy. Thì tùy theo bản chất của cái khối u đấy, ví dụ u đấy có thể là u nang nước, có thể nang nhầy, có thể là một cái dịch gì đấy, nang bì đúng không? Thông thường thì người ta sẽ chỉ giải quyết cái u mà nó có cái nang đấy thôi, hay là cái buồng trứng mà nó có cái dịch đấy thôi. Thế còn những cái thành phần bên cạnh mà nó không ảnh hưởng gì thì hy vọng là cái nội tiết nó sẽ điều hòa dần và nó sẽ thay đổi lại. Thế mới có 2 tháng thì mình cũng chưa có cái gì mình phải quá lo lắng nhá. Mới hơn 2 tháng mà. Ừ, em cứ động viên cho vợ để cho vợ ổn định, quan trọng nhất là có về mặt tinh thần. Có phải uống thuốc gì không ạ? Uống thuốc gì hay không thì phải theo bác sĩ ở cái nơi mà mình mổ. Em mổ ở Hải Dương à? Ồ, vợ em ở Hà Nội. À, mổ ở Hà Nội, ở bệnh viện nào vậy? Ở trên chỗ Ba Vì cơ. Thế à? Thôi thì cứ tạm thời trước mắt thì cứ theo kê đơn của bác sĩ ấy, bởi vì những cái người mà thực hiện cái phẫu thuật đấy người ta sẽ là người biết rõ nhất về tình trạng của khối u cũng như là cái mức độ như thế nào, thì mình cứ yên tâm uống theo cái chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là phải khám lại nhá, tái khám lại theo đúng cái hướng dẫn. Thế còn quay trở lại cái chuyện mà bây giờ vợ xử lý u nang buồng trứng thì chắc là cái tiết dịch của vợ nó cũng hạn chế đúng không? Nó cũng không được như trước nữa. Đấy cũng là do cái nội tiết nữa, và mặt khác nữa cũng là do tâm lý của vợ. Bởi vì sau khi vợ có rất nhiều những cái nó ảnh hưởng tới sức khỏe như vậy thì vợ cũng rất là buồn. Thế và chính những cái đó nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái tiết dịch của vợ ấy. Thế thì thôi, mình trước mắt là mình cứ động viên cho vợ để cho vợ yên tâm. Em vẫn động viên chia sẻ mà. Ừ, đấy, giai đoạn này là giai đoạn khó khăn đối với vợ. Mình động viên chia sẻ rồi chăm sóc cho vợ để vợ hồi phục lại sức khỏe. Thế còn theo chị thì nếu như lúc đầu có thể dịch nó khó như thế, nó có làm cho vợ đau hoặc là rát thì mình có thể sử dụng bao cao su đi em. Bởi vì là khi em sử dụng bao cao su như vậy thì cái dịch ở trong cái bao cao su ấy nó cũng sẽ hỗ trợ thêm cho vợ và làm cho vợ đỡ đau hơn ý. Thì cái chất lượng của cuộc quan hệ tình dục nó sẽ cải thiện hơn nhé. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải, xin chào bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hòa Bình. Alo, Hòa Bình đâu ạ? Dạ đây ạ, chào chương trình ạ. Dạ vâng, câu hỏi là gì vậy ạ? Câu hỏi tôi muốn hỏi chương trình là kiểu gia đình tôi ấy có một đứa con trai. Vâng. Nhưng mà cháu thì hay không hay nghe lời ấy. Vâng. Thì cháu chưa có yêu đương sớm rồi cháu vượt quá giới hạn rồi bây giờ cháu có con trai. Vâng, tốt quá. 2 tuổi rồi. À, thế ạ. Nhưng mà cháu thì lại còn quen thêm một cô gái nữa. Dạ vâng. Thì bây giờ lại cứ muốn bỏ mẹ con nhà cái đứa mà có con rồi ấy. Vâng. Thế gia đình cũng bối rối mà nghe buồn quá thì cũng muốn hỏi chương trình là bây giờ phải làm như thế nào.
Thế là con trai chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu năm nay 20 tuổi. 20 tuổi. 3 năm trước nó đã quen một cô gái và nó làm cho người ta có thai và con trai của nó sinh ra thì được 2 tuổi rồi đúng không? Tức là khi 17 tuổi nó đã có quan hệ tình dục và để có thai rồi. Đúng rồi ạ. Và sau khi biết là cái cô gái đầu tiên ấy có thai thì gia đình chị xử lý như nào? Thì cũng bảo là cháu là cứ hỏi cháu là nếu phải con của con ấy thì con đi nhận để cưới người ta về. Thì nó bảo là nó chỉ nhận con thôi, thì bây giờ nó không muốn cái cô gái đấy. Thì nhưng mà gia đình nhà chị ấy thì lại không đồng ý như thế. Thì là cũng muốn là cho nhận cả mẹ cả con. Thì nhưng mà con trai nhà chị thì lại không đồng ý như thế. Thì gia đình có thuyết phục thì là cháu cũng đồng ý. Đồng ý cho đi nhận cả mẹ cả con, nhưng mà cháu lại cứ đi quen với cái người khác, suốt ngày cứ đi với cái cô gái đấy. Rồi. Thì lại cứ bỏ mẹ con nhà này. Rồi, thế là bây giờ hai mẹ con nó về nhà chị ở chưa? Cháu kiểu như đẻ đái các thứ đấy thì tiền mổ đẻ các thứ đấy thì chị lo. Vâng. Với lại tiền tá lót bỉm sứa các thứ đấy là chị mua. Rồi. Xong là thì đẻ xong ở trên viện một tuần về thì là cháu về cũng xin phép ông bà ngoại ở trên thì là cho cháu ở trên đấy, thì đến lúc mai kia thì thu xếp được công việc thì là cưới đón về. Nhưng mà cái con thì chị nó lại không đồng ý. Thì đến bây giờ thì cũng chưa cưới được mà nó cứ đi với cô gái khác đấy. Rồi, chị là người dân tộc à? Chị là người dân tộc Mường. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. Rồi, xin chào chị, bà nội. Vâng ạ, xin chào anh ạ. Bà nội, cháu đấy là cháu đầu đấy hả? Cháu đích tôn đấy hả? Vâng ạ. Cái đứa 2 tuổi ấy, kháu khỉnh không? Cháu, con trai à? Cháu trộm vía, cháu kháu khỉnh đẹp trai, trắng trẻo ạ. Trời ơi, chắc là vâng. Ông xã nhà mình cũng đẹp trai, rồi cậu con trai cũng đẹp trai, rồi đến cháu nội chắc cũng kháu khỉnh đúng không? Bà có hay vâng. Quan tâm đến cháu, hay đến chơi, có hay cho nọ kia gì không? Có, cũng đón cháu về, cháu cứ xuống ở hầm 1 tháng thì cháu lại muốn về, lại cho cháu về. Rồi, tức là nhà cô bé kia thì là ở xa hơn đúng không, ở trên cao hơn, cứ xuống nhà mình. Không, cách nhà nhau chỉ có 7 cây thôi. À, ôi dồi ôi, thế thì trong cùng bản, có khi còn cùng xã khác bản thôi đúng không? Vâng. Bản này bản khác thôi. Khi mà thằng cu nhà mình 17 tuổi và cái cô bé kia bao nhiêu tuổi thì chúng nó cái... có con nhỉ? Cái đứa đấy là nó năm nay nó 22 tuổi. Tôi đang lo là thằng cu nhà mình 17 mà cái con bé kia nó độ 16 hay 15 rưỡi ấy, mà là cái ngày ấy là con nhà mình là vi phạm pháp luật đấy, là quan hệ tình dục với trẻ em đấy, vì nó chưa đủ tròn 16 tuổi là người ta mà thưa kiện là con nhà mình đi tù ấy. Thôi nhưng mà vì là cô bé này lại lớn tuổi hơn thằng bé đúng không? Con nhà mình 17 thì nó lại 19, năm nay cô này 22 rồi cơ mà con nhà mình mới 20 đúng không? Rồi. Thật ra cũng khó bởi vì cái chuyện yêu đương tình cảm mà người lớn không thể bắt được. Chúng nó lớn lên nó thích nhau là nó đi nó ngủ thế, nhưng mà trong đầu nó chả nghĩ đến chuyện sau đấy là sẽ thành vợ thành chồng. Đôi bên chúng nó lớn bây giờ nó khác với mình ngày xưa. Tuổi của mình là đã gặp nhau, đã ngủ với nhau một lần là như là thần linh trói buộc rồi, không thể nào mà bỏ nhau được. Nhưng mà đây kể cả cô gái kia đã chắc gì yêu thằng cu nhà mình, chúng nó thích nhau thì nó ngủ vậy thôi. Thế... không, cái con bé đấy là nó thật đấy, nó sống nó cũng tử tế mà. Bây giờ cái thằng con nhà em đấy mà cứ đi với cái đứa khác như thế là nó cứ xuống dưới nhà em này nó ở suốt đấy ạ. Nó cứ mang con nó xuống nó ở, cũng nghe thương nó đi. Xong lại em lại đi tìm gặp bố mẹ của cái nhà cô gái kia, lại nói chuyện. Không, thứ nhất chị dừng cái việc mà mình đi mình gặp người nọ người kia, vì việc ấy không phải của mình ngăn làm sao được, mình cản làm sao được. Đến con mình còn chẳng cản được, lại đi nói chuyện với nhà khác, người ta có con gái, người ta cản thế nào, thế người ta lại hỏi chị là thế thì chị cản đi, chị cản con chị đừng cho nó quen con tôi nữa, thì mình làm sao. Thứ nhất là con nó đều trưởng thành, 20, 22 tuổi đều là những cái người mà đã tự lập được rồi, mẹ không phải khổ sở, cứ chạy xem nó quen ai để đi chửi người ta là không đúng. Cái việc thứ hai là thật ra cái cô bé 22 mà có con này rồi, mình có thể tư vấn cho cô thế này, bởi vì chưa cưới rồi chưa đăng ký kết hôn thì là chưa thành vợ thành chồng. Mặc dù mình quan tâm, mình cho tiền rồi tả lót bỉm sữa, đấy là trách nhiệm, kiểu mình nghĩ đấy máu thịt máu mủ nhà mình thì mình cho thôi, chứ còn về mặt pháp luật pháp lý là chúng nó chưa phải là vợ chồng đúng không? Và gọi là cứ lâu lâu để xuống ở, xong chán ở nhà này về nhà kia chứ cũng chẳng phải là rước về. Thế cho nên cái thằng cu nhà mình nó chưa nhập được vai nó là một ông bố, là một ông chồng,
giá như mà bàn bạc đôi bên gia đình, hỏi chốt lại thế thì có muốn cưới nhau làm vợ làm chồng hay không, thì chúng ta tạo điều kiện cho cái chuyện mà có con rồi sau đấy mới cưới nhau cũng là bình thường, cũng được. Chúng ta đủ tuổi trưởng thành rồi đi ra ủy ban nhân dân xã để làm đăng ký kết hôn, còn sau đấy nhà mình mổ trâu mổ bò đám cưới thế nào thì tùy, thế nhưng mà phải được chính quyền công nhận là vợ chồng. Thế rồi mẹ con bé kia là phải bế nhau về ở nhà mình để cho nó ấm áp. Cái thằng cu con nhà mình ấy, nó có đi làm gì đấy thì tối nó về thì nó còn bế con nó một tí. Thằng cu thì tuy 20 tuổi nhưng có thằng con nó chạy ra nó đon đả. Cái con bé 22 tuổi kia thì cũng cơm nước lợn gà dọn dẹp để cho như là một người vợ. Thì nó mới cảm thấy là dần dần nó mới đóng vai. Còn bây giờ nó như là một thằng con trai lông bông, chưa người yêu, chưa vợ. Mặc dù thì là bố thật nhưng mà nó chưa thật sự trưởng thành. Cho nên là bây giờ này, việc của mình ấy là họp cả hai đứa lại, cả con nhà mình lẫn con bé kia lẫn cả chúng nó ngồi vợ chồng con cái với nhau. Thế cả ông bà bên đấy nữa, thôi chuyện ngày xưa chúng mày chót dại ăn nằm với nhau có con. Rồi bây giờ thằng bé nó kháu khỉnh, chúng tao thương lắm, rất là muốn vun vén để cho chúng mày thành vợ thành chồng, để cho thằng bé nó có bố có mẹ chứ nó thế nọ thế kia. Thế thì bây giờ hỏi chốt lại một lần là chúng mày tình cảm có còn thể càng thích nhau không, có còn quý nhau không, có thể kết hôn được không? Nếu có thì chúng ta sẽ tạo mọi kiện để cho tạo dựng một cái gia đình mới. Thậm chí là thôi thế cho một mảnh đất, chúng mày cứ làm cái nhà riêng nhỏ nhỏ ở đấy, là vợ chồng bỏ nhau mà làm mà ăn đi dẫy đi nương, hoặc là chồng đi làm công ty hoặc là đi làm thuê gì đấy thì làm, chứ không phải là cứ đi chơi suốt ngày, đi chơi tán gái trong về nhà mà ăn cơm mẹ được nữa. Phải đẩy nó ra nó ăn với vợ nó chẳng hạn, nó phải dí vào tay nó bế con thì nó mới nhớn được, nó mới thành người được. Vâng. Thế còn ngay cả trường hợp xấu nhất sau này chúng nó không thành vợ thành chồng, con thì mình kiên quyết không lấy cái con bé này, thì mình ông bà cũng có trách nhiệm với lại cháu nội của mình một chút nhá. Vì dù sao chăng nữa đây cũng là máu mủ nhà mình. Thế rồi biết đâu sau này con mình đến cái tuổi 25-30 nó mới bừng nhận ra rằng là ôi mình có một thời nông nổi, xong nó mới đi tìm nó nhận con nó, thì lúc ấy nó mới chững lại, nó tử tế thì sao, đúng không? Rồi, chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ. Xin chào chị nhé. Hy vọng chị sẽ giải quyết được vấn đề khúc mắc của gia đình mình. Xin chào chị. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Yên. Hello. Tôi đang nghe đây ạ. Cho tôi hỏi bác sĩ là 4 năm tháng nay bà mạnh về bên ăn ngủ sinh lý chồng con á. Bà ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Bà trẻ nhà 48. Bà ấy 48 tuổi thì anh là 60 chưa? Tôi 60 nhưng mà tôi bị bệnh tim, bị nông vô 2 giây nè, mới cũng 3 tháng nay đây. Thế à, tức là đặt stent 2 cái rồi đúng không? Vậy tôi có gần gũi vợ con được không ạ? Anh có gần gũi được không? Anh lại hỏi chúng tôi. Bà 4 tháng này tôi đâu có dám đâu mà bé thì cứ đòi hỏi là tôi sợ bé có bệnh gì không ạ? 3-4 tháng nay là không dám làm gì luôn đúng không? Sợ nó, dạ, đúng không? Nó long mấy cái stent ra đúng không? Thế mà bà ấy thì 48 tuổi bà vẫn hưng hực. Dạ, bé thì cũng đòi hỏi cũng hơi mạnh á. Thế à, ngày nào cũng đòi hỏi. Thế à, thế không hề đáp ứng được tí nào? Không dám. Thế à, đông con nhiều cháu chưa anh? 4 đứa, 2 trai 2 gái à. Thế à, cháu nội ngoại chưa? Có rồi. Thế à, rồi, chúc mừng anh. Bây giờ thì chỉ mỗi băn khoăn việc bà xã hưng hực như thế mà mình chả đáp ứng được đúng không? Đâm ra cũng cảm thấy hơi tủi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng, tôi chào anh. Dạ, nghe bác sĩ. Vâng. Bây giờ thì sức khỏe anh tốt không ạ? Dạ, sức khỏe thì nó cũng vẫn bình thường vậy. Từ ngày nông ống tới nay là nó cũng bình thường vậy. Vâng, anh vẫn phải đi khám định kỳ đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ đúng không? Dạ, đúng rồi. Tháng nào cũng đi khám mà tháng nào cũng uống thuốc đó. Tốt quá. Ngoài cái tim như thế này anh còn có bị bệnh gì khác nữa không ạ? Không có, chỉ bệnh tim không à. Chỉ có mỗi bệnh tim thôi hả? Tháng nào cũng đi khám hết mà bác sĩ nói là bị hở hai quan á, chứ là hai lá. Vâng, tức là ngoài cái đặt stent thì mình lại còn có cả cái hở van hai lá nữa. Dạ, hở hai lá với bị sơ vữa động mạch gì đó thôi. Sơ vữa động mạch. Rồi cũng nhẹ bớt rồi, cũng uống thuốc 3 tháng nay là nó bớt rồi. Tốt quá, vâng, thế tức là nó chủ yếu là những cái bệnh về tim mạch đúng không? Tôi xin lỗi, tôi hỏi là cái nhu cầu về quan hệ tình dục của anh còn không, hay là nó, tức là anh không có nhu cầu hay là có nhu cầu mà anh không dám làm? Nói chung ra thì nói với bác sĩ thì cũng 1-2 tháng rồi vậy, nó cũng có xíu nhưng mà cũng có gần gũi với vợ mà cũng không dám. Vâng, rồi.
Quan trọng là mình vẫn có nhu cầu, nhưng mà mình lo cho sức khỏe thôi, đúng không? Vợ thì 48 tuổi, thực sự nó cũng đang ở vào cái tuổi hồi xuân anh ạ. Còn vài, một vài năm nữa, đấy, thì khi cũng phải 3-4 năm nữa thì có thể là bạn ấy sẽ mãn kinh, và lúc đó thì cái nhu cầu về quan hệ tình dục của bạn ấy nó sẽ giảm đi rất là nhiều, thì nó sẽ đỡ cho anh hơn. Đấy, tôi thì tôi nghĩ thế này, thực ra thì mình cũng không thể trách vợ được, chỉ có điều là hơi tiếc là vì cô ấy không thông cảm với mình, và cô ấy không chia sẻ với mình những cái nó liên quan đến bệnh tật. Có bao giờ anh đi khám bác sĩ mà đưa vợ đi cùng không? Dạ không, tôi lần trước bệnh thì có vợ đi, rồi lần đầu thì có vợ đi, nhưng mà lần sau này thì coi như 2 tháng sau này tôi đi mình à, không có dẫn vợ đi. Lần sau, lần tới đi tái khám này đưa vợ đi cùng nhé. Anh đưa vợ đi cùng, vào cùng với mình được thì tốt. Bác sĩ sẽ chia sẻ thêm cho anh về bệnh tật, về những điều mình cần phải hạn chế, những điều mình cần phải chú ý, những vấn đề liên quan tới luyện tập, kể cả liên quan tới quan hệ tình dục, bác sĩ có thể cũng chia sẻ với anh trên cái việc là những cái vấn đề sức khỏe của anh tại cái thời điểm này. Thì mục đích của tôi là để thế, để làm gì? Vợ sẽ hiểu hơn, vợ sẽ biết thông cảm với mình, và quan trọng là vợ sẽ là người chăm sóc cho mình ngoài những cái vấn đề về thuốc men, ngoài những cái vấn đề của bác sĩ, thì vợ sẽ là người đi bên cạnh với mình, lo cho mình ăn uống, lo cho mình giấc ngủ, chăm sóc cho mình như thế nào, động viên cho mình cả về mặt tinh thần và về mặt thể chất, để cho mà mình có một cái sức khỏe tốt nhất thì mới có thể ổn định được trên cái việc của anh. Thế còn quay trở lại là anh vẫn có thể thực hiện được cái việc quan hệ tình dục với vợ, với một cái điều kiện là thế này: phù hợp với sức khỏe của mình. Phù hợp là gì? Sau khi quan hệ tình dục mình không quá bị mệt, mình không bị khó thở, không bị tức ngực, không bị đau đầu, vân vân, như thế là được anh nhá. Thực hiện những cái việc nó nhẹ nhàng, có thể hỗ trợ thêm. Anh 60 tuổi thì tôi nói thế chắc anh cũng hiểu. Vâng, nó cũng có nhiều cách nữa để có thể mà kể cả vợ, kể cả anh cũng có những cái thỏa mãn. Bởi vì sao? Bởi vì kể cả khi anh có những cái quan hệ tình dục phù hợp thì cái chất lượng quan hệ tình dục nó cũng có nhiều điều, những cái nó cũng có lợi cho sức khỏe của anh đấy, chứ không phải hoàn toàn chỉ là vấn đề như anh lo lắng đâu nhá. Anh có thể tìm hiểu thêm kỹ hơn một chút nữa về các cái vấn đề quan hệ tình dục, nhưng mà anh hoàn toàn có thể yên tâm và lựa chọn những cái phương pháp nó phù hợp với anh nhé. Dạ. Anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ rồi chứ? Xin chào anh nhé, chúc vợ chồng anh hạnh phúc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Khánh Hòa. Vì em có một cái vấn đề mà bây giờ em không biết phân giải làm sao ấy. Dạ. Thì là em sống với người ta là 7 năm rồi. Vâng. Nhưng mà bây giờ là hôm vì có một thời gian em về quê công việc, nên là hôm qua em vào là em gặp ở trong nhà nhà em là có một người nữa. Vâng. Nên mà bây giờ thì em rất yêu người ta, nhưng mà bây giờ không biết là em phải giải quyết làm sao. Vâng. Bạn thì đang có mối quan hệ với cô ấy cũng khá lâu rồi đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Vâng, tuy nhiên thì bây giờ lại băn khoăn không biết là giải quyết nên tiếp tục như thế nào. Dạ vâng ạ. Vâng. Nên em yêu cầu bên cửa sổ tình yêu cho em một lời khuyên. Vâng, rất là vui được tiếp chuyện với bạn. Anh Đức Nam là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn và chia sẻ với bạn nhé. Xin mời anh Dạ Nam. Vâng ạ. Tôi thì cũng chưa rõ câu chuyện lắm, mà hai người thì yêu nhau 7 năm rồi đúng không nhỉ? Dạ vâng, vì bây giờ như này này, thì em cũng trình bày là ví dụ bây giờ bên em ấy là hai người đều có gia đình rồi, nhưng mà bây giờ là kiểu là chia ly dị hết rồi á. À, ly dị rồi. Nên là bọn em tìm hiểu đến ở với nhau. À rồi. Nên là bây giờ nếu em sống với nhau thì 7 năm rồi, nhưng mà hôm qua em từ quê vào là thấy có một người nằm trên giường của em, mà bây giờ em nói thực sự em không biết đối xử làm sao để cho nó hợp lý cả đôi bên. Nằm trên giường tức là như thế nào nhỉ? Ngủ mới là vợ em luôn á. À thế là bạn bắt được quả tang là cái cô người yêu kia rồi ngủ với một người đàn ông khác đúng không ạ? Dạ đúng ạ. À thế rồi câu chuyện nó diễn ra như thế nào tiếp theo ạ? Bạn nhìn thấy rồi bạn bỏ đi hay là nói chuyện với nhau, cô ấy thừa nhận hay là như thế nào ạ?
em vẫn là bình tĩnh, em cũng không nói gì, em chỉ hỏi đây là ai thôi, chứ em cũng không là hành động một cái gì dại dột cả, em vẫn là bình tĩnh, em nói chuyện với là người cả hai người. Nhưng mà người đàn ông kia sợ bỏ chạy, còn mỗi bạn gái em ở lại. À, thế bạn gái bảo thế nào về cái chuyện với người đàn ông kia? Thì bây giờ bạn gái em cũng không nói gì, chỉ có biết là đứng đó rồi khóc lóc như này kia. Bây giờ em chả biết là giải quyết làm sao để cho nó vẹn tròn cả đôi bên á. À, thế thì câu chuyện này có lẽ là nó cũng rất là rõ ràng nhỉ. Cô ấy có một cái mối quan hệ với một người khác nữa. Dạ vâng. À, tuy nhiên ở đây nó không rõ ràng là cái câu chuyện này là nó là một cái hành vi rất là bộc phát, hay là nó là một cái chủ ý của cô ấy là có quan hệ lâu rồi với cái anh chàng này, và trong lúc là đang có quan hệ tình cảm với mình nhưng mà cô ấy lại yêu thương một người khác và lợi dụng cái lúc mà mình vắng mặt thì hai người đến với nhau. Thì đấy cũng là một cái câu hỏi chúng ta có thể đặt ra, là hay là một cái hành vi bộc phát, hay là một cái hành vi và nó đã có sắp xếp rất là lâu rồi. Tại vì nó sẽ dẫn đến những cái kết quả khác nhau. Cái hành vi bộc phát ấy thì mình có thể hiểu được rằng là có thể là một cái khoảnh khắc nào đó người ta chót dại, người ta nghĩ thế và dẫn đến là gì, mình hoàn toàn có thể tha thứ được. Bởi đúng vì rồi. Bởi vì đó cũng dù sao thì chúng ta cũng đã quan hệ với nhau 7 năm, và trong 7 năm kia chắc là hai người cũng mặn nồng với nhau chứ ạ, cũng không có vấn đề gì cả, hai người đều toàn tâm toàn ý với nhau đúng không ạ? Dạ đúng. Nếu mà như thế thì có lẽ là đây là một cái gọi là một cái hành động nó không có tính toán, rồi nó bộc phát, rồi hoặc là cô ấy cũng có thể là bị cái người đàn ông kia tấn công mạnh quá chẳng hạn, và cô ấy cũng không biết làm thế nào. Thế nên là thôi, nhiều lúc là mình cũng không kiểm soát được hành động của mình. Vâng. Thì nên là dẫn đến cái như này như thế. Thì nói thực ra còn... thì em cũng không phải là em bực tức cái gì, thì em cũng nói luôn. Thì bây giờ thì anh em coi như là em là tha thứ hết tất cả, coi như là rồi. Em không chưa nhìn thấy một cái gì cả, ý là em nói với cô vậy. Nhưng mà cô vẫn hay nói là cô không muốn để nhìn em nữa. Đấy nên là em bây giờ em mới khó xử cái khoản đó. Vượt hai nữa thì em, bọn em thì mỗi người nào cũng có con rồi. Đấy, nên là bây giờ bọn em giờ khó cái là có con gái nữa, nó không biết làm sao. Có con gái nữa tức là hai người có con với nhau hay là có con riêng? Không, con riêng của vợ em. À, thế còn bạn thì cũng có con? Dạ vâng, em có con nhưng mà chia tay cách đây hơn chục năm nay, là bọn em đến với nhau mà. À, thế thì cái con thì mỗi người cũng là con riêng thôi mà, thì nó cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ này lắm đúng không? Dạ vâng, vẫn đúng là con nhưng anh mà con em thương là thương cháu, là bây giờ nó nhìn thấy cái hình cảnh đó thì em không đành lòng lắm. À, tức là hai người đã chung sống với nhau và hai con cũng ở với nhau, các cháu ở với nhau như là anh em đúng không, chung một nhà đúng không? Dạ đúng ạ. À, cái câu chuyện đó là như thế rồi. À, thì tôi hiểu hơn rồi. Thế thì tôi thấy bạn là một người đàn ông thực sự là rất là bình tĩnh đấy, và suy nghĩ rất là chín chắn về những cái câu chuyện có thể xảy ra. Điều đó là điều rất đáng mừng rồi, và bây giờ mình cũng sẵn sàng tha thứ với cô ấy, điều đó cũng là điều rất rất tuyệt vời. Dạ, thế đúng. Thì thế thì mình cũng sẽ chấp nhận cái việc là cô gái kia cô cũng cảm thấy đang hối lỗi một chút. Thế thì mình sẽ dành thời gian nói chuyện với cô ấy một cách rất rất là mình cũng với một cái tinh thần rất là cởi mở, mình cũng muốn là mình sẵn sàng tha thứ nếu như nó chỉ là một hành động bộc phát thôi. Còn nếu như mà quay lại cái ý thứ hai là nếu như là nó cũng đã là một cái sự mờ nhạt giữa hai người rồi, lạnh nhạt rồi, qua 7 năm rồi, mọi thứ nó cũng phai mờ dần rồi ấy, và cô ấy đang cảm thấy rằng cái anh chàng mới có vẻ nó hấp dẫn hơn ấy, thì mình cũng nói với cô ấy rằng là sau 7 năm nữa thì có thể cái câu chuyện với cả anh chàng kia nó cũng mờ nhạt dần như thế. Thế thì em sẽ làm thế nào? Bây giờ em muốn là chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này với nhau, tiếp tục sống với nhau, hay là em muốn ở với anh chàng kia, em thấy tình cảm của anh như thế nào, chúng ta có thể tiếp tục được hay không? Tôi tin là bạn sẽ làm được cái điều đấy, bởi vì bạn cũng đã rất bình tĩnh và bạn cũng đã có ý như thế rồi. Hãy nói với cô ấy điều đấy. Lúc này thì cô ấy sẽ đưa ra được cái chọn lựa phù hợp. Cho dù là bây giờ có thể cô ấy ngại, nhưng biết đâu cũng có thể là bởi vì không còn mặn nồng như xưa nữa, cô ấy muốn có một cái mối quan hệ khác. Thì điều đó là quyết định của cô ấy, mình cũng chẳng làm gì được. Lúc này rồi, thì mình đồng ý thì thôi. Cái việc đó thì em nói rồi, thì bên nếu mà được với nhau thì ở, còn không nữa thì ấy thôi, chứ em cũng không có ép buộc ai cả. Nhất trí. Còn về cái câu chuyện mà các hai con của hai người đã ở với các bạn ấy đã sống chung với nhau và cảm thấy rất là gắn bó với nhau, thì
giống như bao cặp đôi khác, chúng ta chia tay nhau thì không có nghĩa là chúng ta đứt đoạn và con cái không bao giờ gặp nhau nữa. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau được, chúng ta vẫn có thể là dành những cái khoảng thời gian cuối tuần hay lúc nào đó cho các bạn ấy thăm nhau, rồi chúng ta cũng nói chuyện với các bạn rất là rõ ràng. Vấn đề ở đây là hai người không hòa hợp với nhau và chúng ta, mọi người đang có cần phải có những khoảng thời gian riêng, không liên quan gì đến các con cả. Các con vẫn là những anh em tốt với nhau và vẫn có thể chơi với nhau, các con muốn gặp nhau lúc nào vẫn được. Đấy là cái đó, điều đó thì em không thể cấm được. Đúng rồi. Nhưng bây giờ em muốn là bên cửa sổ tình yêu cho em một lời khuyên như thế nào thôi. Thế bây giờ bạn muốn gì? Thực sự là bạn muốn gì ở trong cái mối quan hệ với cô đấy? Thì em vẫn muốn là tiếp tục với mối quan hệ này vì là em rất thương cô ấy. Rồi, thế cô tốt rồi. Thế là đó, câu chuyện nó cũng đã rõ ràng. Bây giờ bạn nói với cô ấy là anh vẫn muốn tiếp tục câu chuyện mối quan hệ với em, cho dù là em cũng đã có mối quan hệ với người khác, nhưng mà anh vẫn sẵn sàng tha thứ nếu như em tin rằng chúng ta vẫn sẽ có những cái cuộc sống tốt đẹp với nhau. Anh bỏ qua chuyện cũ và mình bỏ qua một cách hoàn toàn nhé. Mình đừng bao giờ nhắc lại cái câu chuyện này, nó sẽ là một cái sự dằn vặt với cô ấy. Không bao giờ nhắc lại. Anh sẽ quên nó hoàn toàn và chúng ta sẽ hướng tới những điều tốt đẹp với nhau. Dạ không, vì là cái này thì em đã suy nghĩ từ đêm hôm qua, bây giờ thì em nói rồi. Bây giờ là anh sẽ bỏ qua tất cả và không bao giờ nhắc đến cái chuyện này nữa. Mà về là bên kia phải có một cái lời hứa với em là bây giờ là cũng không nên tái phạm nữa. Đó thì đấy, nhưng bây giờ cô ta lại không nói một câu nào. Đấy, cái vấn đề đấy là mình cũng không thể bắt cô ấy hứa được. Bởi vì có thể biết đâu cô ấy lại thực sự, cô ấy đang băn khoăn, cô ấy cũng muốn là đang chọn lựa giữa anh kia hay là anh. Thế nên là mình cũng không phải nóng vội quá. Mình để cho cô ấy biết rằng cái mong muốn của mình là vẫn muốn tiếp tục cái mối quan hệ này, mình sẽ tha thứ. Nhưng bên cạnh đó mình cũng không được ép buộc cô ấy là phải đưa ra quyết định ngay. Không, em đâu có là bắt cô ta đưa quyết định đâu. Em vẫn cho cô ta suy nghĩ. Không phải là đưa ra quyết định luôn. Thì mình đợi thêm xem sao. Đợi thêm một vài hôm rồi. Trong lúc đấy thì mình cũng thể hiện cho cô ấy biết rằng là mình sẵn sàng tha thứ. Mình vẫn thể hiện tình cảm bình thường và cái mong muốn của mình. Tại vì cô ấy cũng có thể là đang chờ xem là không biết là anh ấy thế nào, anh ấy có chịu tha thứ cho mình hay không. Cô ấy cũng đang dằn vặt, cô ấy đang suy nghĩ. Thế nên là nếu như mà mình thể hiện cho cô ấy biết rằng là mình sẵn sàng tha thứ thì đấy là một cái tín hiệu tốt để cô ấy đưa ra cái quyết định là hai người vẫn tiếp tục cuộc sống với nhau. Nhưng trong trường hợp cô ấy quyết định là ở với người kia thì mình cũng đành vui vẻ với điều đấy. Em vẫn vui vẻ, nhưng mà nói chung ra là phải nói giữa với nhau cho nó công bằng, chứ đừng có để mà úp mở sau này để mang tiếng. Đúng rồi. Cái sự công bằng này nó chính là cái việc là mình sẽ cởi mở với cô ấy, và mình sẽ nói với cô ấy là cái suy nghĩ của mình. Nói rằng là anh muốn là chúng ta trao đổi cởi mở với nhau, em nói cho anh biết một câu em muốn tiếp tục hay là không muốn tiếp tục, thì anh cũng sẵn sàng tôn trọng với điều đấy. Cái nên lúc này là cô ấy đang cần thời gian, có thể là cô ấy đang cũng phải đấu tranh với rất nhiều những suy nghĩ đấy, hay cho cô những thời gian. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Cạn. Em lấy chồng bây giờ được hai tháng, từ năm ngoái sẽ hai tháng rồi. Bây giờ chưa có hiện tượng gì, chả biết lối xả gì nhỉ anh chị nhỉ? Vâng, lấy chồng được 2 tháng đúng không ạ? Lấy chồng được 2 năm rồi, nhưng mà năm ngoái năm. Em có thai được 2 tháng rồi phải. À vâng, bây giờ thì bạn đang rất là mong có em bé, tuy nhiên thì vẫn chưa có đúng không? Và không biết nguyên nhân tại sao? Thì bọn em làm kiểu không kế hoạch, rất băn khoăn và là không biết lý do gì mà không thấy có. Vâng, câu hỏi của bạn sẽ được gửi tới bác sĩ Hoàng Thí Hải, bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn nhé. Năm nay bao tuổi rồi em? Em năm nay 41 tuổi ạ. Chị xin lỗi là em kết hôn lần đầu hay lần thứ mấy đấy? Kết hôn lần 2 ạ. À thế à? Thế thì em đã từng sinh nở lần nào chưa? Em lấy chồng kết hôn lần đầu rồi, về sau có 2 đứa con rồi. Bây giờ bọn em là vợ chồng không sống được với nhau, bọn em ly hôn, bây giờ em lấy chồng lần thứ 2 ạ. À, tức là đã em cũng đã từng có con 2 cháu rồi đúng không? Vâng. Sau đó thì em ly hôn và bây giờ thì em lấy chồng mới được 2 năm. Thế năm ngoái thì em cũng đã có thai 2 tháng, nhưng mà sau đó lại bị sẩy thai.
Và từ đấy đến nay thì em cũng rất mong là có con, nhưng mà chưa có thai lần nào đúng không? Vâng ạ. Ừ. Chồng em thì bao nhiêu tuổi em? Chồng em 46 tuổi ạ. 46 tuổi hả? Thực ra ở tuổi em bây giờ thì cái việc có thai tự nhiên so với cái lúc trước ấy, lúc mình còn trẻ, nó đã rất khó khăn rồi nhá. Vì năm nay mình đã 41 tuổi rồi mà. Thế và hành kinh của em thì thế nào? Nó còn đều không? Vẫn còn đều chị ạ. Vẫn còn đều hả? Chu kỳ kinh của em là bao nhiêu ngày? 3 ngày đến ngày thì vẫn không có rồi. Tức là bao nhiêu lâu thì có hành kinh một lần? Bao nhiêu lâu thì một tháng thì có một lần. À, một tháng có một lần hả? Em ở Bắc Cạn có ở thành phố không hay ở xa? Ở sâu? Em cách thành phố 14 cây ạ. À, 14 cây thôi đúng không? Thế em từ lúc bị sảy thai đến giờ em đã đi khám lần nào chưa? Chưa ạ. Thế à? Đi khám đi nhá. Xuống Bắc Cạn vào bệnh viện tỉnh cũng được. Ít nhất thì bây giờ phải kiểm tra xem là cái hoạt động của cơ quan sinh sản của mình nó có bình thường hay không. Ví dụ như là hiện nay thì em cũng có một cái là tháng nào cũng có kinh nguyệt, tuy nhiên thì cái đấy nó chưa phải là yếu tố quyết định nhá. Em cần phải đi khám xem là quan trọng nhất là cái nội tiết của em bây giờ nó thế nào. Vì năm nay mình 41 tuổi rồi thì việc xác định được cái nội tiết sinh dục của mình nó rất là quan trọng. Đấy, nếu mà ví dụ nội tiết mà vẫn tốt thì cái khả năng nó cao hơn. Thế còn nếu như mà nội tiết mà nó đã sụt giảm rồi hay là nó có nhiều sự thay đổi không thuận lợi thì việc có thai nó sẽ khó khăn hơn nhá. Vâng. Thứ hai nữa là nếu đi khám thì cả hai vợ chồng cùng đi khám đi nhá. Mặc dù trước kia thì em cũng đã có con rồi, chồng em có thể cũng đã có con rồi, nhưng mà năm nay ngoài 40 tuổi thì với cuộc sống bây giờ có thể có những cái tác động đến hoạt động của cơ quan sinh sản ý. Cho nên là cả hai chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Chị ơi, hôm trước là con trai em cũng quen một người, thế là nó tự đến nhà mình á. Vâng. Thì sau khi phát hiện ra thì đứa con gái ấy đã có chồng. Rồi em cũng cấm cản em, con em bảo là đừng có đi lại với cô ta nữa. Vì cô ta đã có chồng có con rồi thì thôi. Vậy thì chị ơi, con trai chị năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Con trai của em năm nay 23 tuổi rồi chị ạ. Con trai thì có quen một cô gái và cô gái tự tìm đến nhà mình. Và sau đó phát hiện là cô gái đã có gia đình. Vâng. Vâng. Chị rất là muốn ngăn cản cái mối quan hệ này đúng không? Đúng ạ. Dạ. Trong phòng thu của chúng tôi có anh Đức Nam, chuyên gia tư vấn tâm lý. Anh Nam sẽ chia sẻ với chị nhé, xin mời ạ. Vâng. Chào chị ạ. Vâng, em chào anh ạ. Vâng. Cho tôi hỏi thêm một chút thông tin nhé, để mà mình đưa ra được cái gợi ý cho nó chính xác em ạ. Thế vâng. con trai chị 23 tuổi bây giờ cháu đang làm gì? Cháu đang ở nhà thôi anh ạ. À, ở nhà, phụ giúp công việc nhà đúng không? Vâng. Vâng. Năm ngoái thì con cũng đi làm trong miền Nam, thế thì con về cuối năm em cũng tính là sang năm nay thì con cũng được tuổi rồi, cũng muốn kiếm con nào để cho con cái đi, cho bố mẹ đỡ phải lo. Thế là thấy một con gái về nhà mình nhá, thấy sang chơi nhà mình, thế sau khi nó đến thì em cũng tưởng nó con gái thật. Thì nó cũng tự đến nhà mình. Thế quen đi quen lại thì thấy nó đến thì em cũng thử xem sao. Chứ là hắn biết tình hình thì cũng hiểu ra là nó có chồng có con. Thế thì em cũng cấm cản con. Thế cái cô kia là cô ấy chưa ly dị chồng đúng không? Chưa, vì chồng cô ấy em hỏi xem con ấy thì chồng của cô ấy bị phạm nhân anh ạ. À, chồng là phạm nhân đúng không? Thế nên là bây giờ cô ấy ở nhà buồn và đang tìm một cái mối quan hệ với một con người khác, và chính là con chị đúng không? Vâng. Vâng. Về mặt lý mà nói thì cái câu chuyện này nó đương nhiên nó không hợp lý. Nếu mà cô ấy đang có chồng, và đặc biệt là chồng cô ấy cũng đang ở trong cái giai đoạn phải cách ly. Và cô ấy đang đi tìm một cái mối quan hệ khác với một chàng trai khác. Thì thực sự về mặt lý thì nó không phù hợp. Mình cũng phải nghĩ đến điều đó. Em cũng nói cả rồi đó anh ạ.
em cũng nói cả với con bé với lại thằng con nhà em, giờ em cũng nói như vậy đó. Em nói là sau này em hãy mà nó về thì làm sao được. Được rồi. Thế thì mình tiếp tục nói nhé, có thể là các bạn này đang yêu nhau mà bây giờ đang mặn nồng, ví dụ như thế chẳng hạn, yêu tôi cũng cứ ví dụ là họ đang yêu nhau đi. Họ đang yêu nhau thì thực sự là họ không nghĩ được đến những cái điều xa xôi đấy đâu. Họ chỉ biết là bây giờ ngày nào cũng muốn nhìn thấy nhau, ngày nào cũng muốn nói chuyện với nhau và nghĩ rằng là toàn nghĩ đến những cái điều tốt đẹp thôi. À, tương lai là mình sẽ ví dụ như là mình sẽ cưới nhau, anh kia về thì mình sẽ ly dị chẳng hạn. Các bạn sẽ toàn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Mình luôn ở bên cạnh, mình nhắc nhở con rằng là gì ạ? Cô ấy đang có chồng và cô ấy có những điều mẹ cảm thấy không thích. Thế thì con thử nghĩ về việc này xem sao. Điều gì con thích ở cô ấy, điều gì con không thích ở cô ấy, con định cái mối quan hệ này như thế nào. Mình sẽ hỏi con. Hai mẹ con có nói chuyện được với nhau không, hay là nói được hai ba câu thì lại cãi nhau? Hay nói chuyện tâm sự với con thường xuyên mà. Thế tốt quá rồi, thế thì cứ tiếp tục tâm sự với con. Nhưng mình cũng không, mình đừng có nghĩ theo chiều hướng tiêu cực là cái con bé đấy nó dễ dãi rồi nó thế nọ thế kia rồi nó không hợp với con mình. Câu chuyện hợp hay không phải ở cậu ấy. Cậu ấy thấy rằng là à đây, cô bé này có thể là một cô bé tốt. Trước đây có thể cô ấy đã va vấp một lần, lấy chồng rất là sớm và chồng cô ấy bây giờ thì cũng đang không ở bên cạnh cô ấy. Thì đó có thể là một cái điều mà, một cái bài học mà cô ấy đã rút ra rồi. Và có thể là cô ấy cũng mong muốn là sau này anh chàng kia khi mà mãn hạn tù thì hai người ly dị với nhau. Tuy nhiên thì cũng phải nghĩ đến một điều là nếu mà ở trong một cái mối quan hệ nó không chính thống ấy, thì có thể là sau này con mình cũng có thể có gặp những cái rắc rối nhất định. Thế thì cũng nhắc nhở con mình cái điều đấy là nếu như mà anh chồng kia anh ấy về thì có chuyện gì có thể xảy ra, mình cũng phải nghĩ đến điều đấy. Em cũng nói cả với con bé với lại thằng con nhà em, giờ em cũng nói như vậy đó. Em nói là sau này em hãy mà nó về thì làm sao được. Được rồi. Thế thì mình ở bên cạnh, chị sẽ bảo với con là thế nếu mà anh kia về thì sẽ giải quyết như thế nào. Mình cũng sẽ cùng thảo luận với cả hai bạn để xem là cái cách nào để giải quyết cho phù hợp nhất. Còn biết đâu cô ấy cũng có thể là một cô con dâu tốt của chị sau này thì sao. Người ta đã trải nghiệm một lần, người ta vấp ngã thì người ta sẽ có những cái bài học và người ta sẽ làm tốt hơn ở tương lai. Mình sẽ nghĩ một cách rất là khoan dung như thế chị nhá. Chứ đừng vội là gán ghép cho cô bé là những cái đức tính nó không tốt. Biết đâu tình yêu lại thay đổi được cô ấy thì sao. Và quan trọng là cô ấy đã có những cái trải nghiệm nó không tốt ở trong quá khứ. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình mà cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Chị ơi, em cũng hỏi một chút này. Thì biết phải em năm nay 45 tuổi rồi, nhưng mà khoảng 2-3 tháng nay rồi thì cái chuyện mà vợ chồng mà tự nhiên là nó xa suốt hẳn chị ạ. Em cũng hỏi bác sĩ xem, tư vấn xem là nguyên nhân nó do thế nào. Vâng, 2-3 tháng trở lại đây thì cảm thấy là sức khỏe sinh lý của mình có vẻ yếu đi đúng không ạ? Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn, xin mời bác sĩ. Tôi nghe là năm nay bạn 45 tuổi à? Dạ vâng ạ. Thế à, lấy vợ lâu chưa em? Em lấy vợ từ năm 27 tuổi chị ạ. 27 hả? Thế khoảng 2-3 tháng nay thôi đúng không? Vâng đúng rồi, 2-3 tháng nay tự nhiên cái chuyện là vợ chồng tình cảm đấy, ấy thì tự nhiên em nó không có cái còn gì cái cảm ứng nữa chị ạ. Thì em hỏi chuyên gia bác sĩ xem là cái này nó có là bệnh hay là nó có nguyên nhân gì không? Thế chức năng, tức là chức năng thì vẫn bình thường, chỉ có là nói như kiểu hội phụ nữ, tức là điện thì mất nhưng mà nước thì còn đúng không? Đúng rồi ạ. Vợ có ý kiến gì không? Vợ thì cũng hơi buồn nhưng cũng không dám nói gì cả. Thế à? Bố sao mà anh thế nào mà anh bố cũng không hiểu thế nào, cũng chia sẻ vợ chồng. Thế vợ bạn bao nhiêu tuổi? Vợ năm nay 42 ạ. À vợ 42 hả? Cái chuyện chất lượng của quan hệ tình dục nó không như mình mong muốn. Và bản thân mình cũng tự nhận thấy điều đấy đúng không? Được cái là vợ cũng rất là thông cảm. Thông thường thì những cái bệnh mà liên quan tới nam khoa ấy ạ, đặc biệt là tới chất lượng quan hệ tình dục, nó sẽ có hai yếu tố mà cũng giống như là bạn đã biết ý. Một là nó do yếu tố về tâm lý, về tinh thần ý. Hai là do yếu tố về thể chất. Bây giờ thì tôi muốn nói một chút về yếu tố về tâm lý. Có thể điều này nó cũng không đúng ở bạn lắm, bởi vì nếu đúng thì bạn đã không gọi cho chúng tôi. Tức là do là mình chán, mình không muốn quan hệ với vợ, do là mình có những cái căng thẳng trong công việc, mình không tập trung khi mà mình
thực hiện hành vi quan hệ tình dục đấy, hoặc là do mình bị một cái sang chấn gì đấy nó ảnh hưởng rất nhiều tới vấn đề tâm lý của mình. Những sang chấn này có thể nó rất là nhỏ thôi, có thể trong công việc, có thể là trong cuộc sống, có thể là trong quan hệ với vợ, có thể các cái mối quan hệ khác nó tác động đến mình. Mình thử kiểm điểm lại xem là về vấn đề tâm lý mình có một cái vấn đề gì không. Mở ngoặc là không biết dạo này có bạn gái khác không? Không ạ, không có gì cả. Hy vọng là không có bạn gái khác nhé. Thế thì nếu mà yếu tố tâm lý thì chị nghĩ là em có thể tự kiểm tra được. Và mình vì không có vợ đứng ở bên cạnh cho nên mình có thể nói chuyện rất là thoải mái. Em hỏi bác sĩ tâm lý theo xem cái này nó có bệnh hay là có phải đi khám chứ gì không ạ? Đấy, có phải đi khám. Và vấn đề thứ hai chính là vấn đề về thể chất. Vấn đề thể chất ở đây thì nó có những cái bệnh lý mà nó liên quan tới hoạt động của cơ quan sinh dục. Trước mắt có thể nó chưa phải là rối loạn cương dương, nhưng mà nó cũng làm cho cái chất lượng của em bị giảm. Ví dụ như là có thể là xuất tinh sớm, có thể nó là do suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam, tức là một trong cái thành phần mà nó quyết định tới cái ham muốn ở người đàn ông, chính là testosterone, là yếu tố gọi là hormone sinh dục nam đấy. Thế thì nguyên nhân mà để ảnh hưởng tới cái nội tiết tố này có thể nó do bệnh lý của tinh hoàn, có thể nó do bệnh lý của các cơ quan sinh dục mà liên quan tới việc sản xuất ra nội tiết tố. Nhưng nó cũng có thể là nguyên nhân của bệnh lý khác, ví dụ những cái bệnh về rối loạn chuyển hóa như là bệnh tiểu đường, bệnh tăng huyết áp. Đấy, thì nó cũng có thể là nguyên nhân gây ra như vậy. Thôi bây giờ thế này, mình ở Nam Định, bây giờ mình đang đi máy bay đi đâu đấy? Bọn em đi vào Quy Nhơn đi du lịch kìa. À, Quy Nhơn du lịch thôi. Khi nào hết kỳ nghỉ, quay ra về Nam Định thì đi lên Hà Nội nhé. Xong rồi sẽ đến các cái bệnh viện chuyên về nam học ở trên Hà Nội. Có rất nhiều các bệnh viện chuyên khoa. Mình đến đó mình sẽ kiểm tra tổng thể luôn. Cái này thì không phải chỉ kiểm tra hoạt động của cơ quan sinh dục mà phải kiểm tra sức khỏe toàn thân. Để kiểm tra xem bạn có mắc các cái bệnh mãn tính gì không, hoặc là những cái bệnh liên quan tới rối loạn chuyển hóa. Và khi mà kiểm tra như vậy thì hy vọng tìm ra nguyên nhân thì sẽ xử lý được. Bởi vì nói thật là nếu như nó là bệnh lý thực thể mà mình tìm được nguyên nhân thì có những bệnh lý điều trị được, có những bệnh lý không điều trị được. Nhưng mà nếu mà nó là do tâm lý mà mình không xử lý gì thì mình để ảnh hưởng chất lượng như vậy thì nó cũng rất là đáng tiếc, đúng không? Vâng ạ. Thế thôi cứ có kỳ nghỉ vui vẻ, xong rồi khi nào hay kết thúc kỳ nghỉ thì đi khám nhé. Dạ vâng. Vâng. Và tôi cũng hy vọng rằng kỳ nghỉ, kỳ du lịch này của gia đình bạn cũng sẽ có thể thay đổi hoặc là có thể làm mới thêm được cuộc sống gia đình của mình một chút nào đó, đúng không ạ? Vâng, chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Tôi thì năm nay coi là 60 tuổi rồi. Dạ. Vợ thì coi 50 tuổi. Vâng. Nhưng mà tính nó coi cứ tính nóng mà đồng bóng mà bốc đầu lên. Dạ. Mà tôi cũng nhịn nhiều lần rồi nhưng mà nó cứ làm già, ví dụ như là nó cứ và thì nó cau gắt, ví dụ như hôm nọ mới chảy mấy quả hồng để cho con, thế là nó về nó bảo tình ăn vừa mù rào nó đá tung ra. Vâng. Đấy, kiểu như thế. Anh ơi, thế chị nhà từ xưa nay còn nóng tính thế không ạ? Hay là gần đây mới thế? Thì tính thì vẫn nóng nhưng mà bây giờ bốc mạnh mà tôi nhịn, tôi không dám nói. Vâng. Nói thì mấy, cho nên là thấy Đinh Đoàn anh nói hay quá mà anh tư vấn nhiều cái sáng kiến. Dạ. Thì vâng, cho tôi cái tham gia xem là coi là lên xử lý hay như thế nào để vâng. Là em. À, anh thì 60, chị nhà thì 50 đúng không ạ? Chị vâng, rất là trẻ, còn rất là trẻ. À, tuy nhiên thì tôi cũng nghĩ rằng anh cũng rất là tâm lý đấy ạ. Vì anh bảo là từ xưa đến nay cũng vợ cũng rất là nóng tính, gần đây thì còn bốc hơn nữa. À, gần đây vợ 50, tức là vợ cũng đang ở cái tuổi mãn kinh hoặc là tiền mãn kinh. Và anh cũng đã có cái sự thông cảm và chia sẻ với vợ như vậy rất là đúng. Tuy nhiên thì trong cuộc sống đúng là cũng không thể tránh khỏi những cái lúc xô bát xô đũa đúng không ạ? Và còn mình có khi còn bốc hơn nữa. Anh Đức Nam hôm nay là chuyên gia tư vấn trong phòng thu, sẽ tiếp chuyện với anh và chia sẻ với anh nhé, xin mời. Anh ơi, thích cái câu chuyện mà vợ mình bắt đầu là có cái tính mà hay đá thúng đụng nia rồi hay bốc đồng như thế thì nó xảy ra từ khi nào ạ? Từ khi mà yêu nhau, quen nhau, cưới nhau. Khi mà về là vợ thì à đấy, nó nóng, tôi cũng đã nhịn nhiều rồi nhưng mà bây giờ không chịu được nữa. Nó cứ bốc thì nó hay nói nhiều. Nó cứ nói chồng nó cứ nói xóa. Và đôi khi nói thật với anh là coi là ví dụ nạp chồng thì mình có chấp nhận được chứ,
nhưng mà là mẹ người ta thì làm sao chấp nhận được, là mắng mình như là mắng con ấy. À vâng. Ừ. Thế trước đây chắc chắn là đã xảy ra rồi đúng không anh? Thế anh đã xử lý như thế nào trước đây rồi? Trước đây có một lần coi là tôi cũng đã coi là giáo dục, tôi cũng đã vả cho mấy cái rồi. Thế nhưng mà nó kinh lắm, nó cầm dao rồi nó ra, nó không phải giết đi giết đi, nó quăng dao ra trước từ vỡ hết cả gạch. Trời. Thế rồi thì nó gầm lên, thế mình nghĩ mà nếu mà mình dạy theo kiểu này thì có khi là lại tan vỡ chương trình tư vấn cho xem thế nào. Thế anh đã từng làm cái cách nào khác mà cô ấy nguôi giận được không? Cách thì gọi là cứ trước đây nóng thì đấy cũng nói nhiều thì nó cứ bỏ nó nóng lên, bây giờ thì nó không cần nói gì hết, nó mà không có gì không bảo được gì ăn riêng đấy. À. Bỏ thế. Tại vì thế này, thực ra tôi không hiểu vợ anh bằng anh, thế cho nên là tôi mới đang hỏi những cái câu chuyện làm sao để mà anh đã làm gì, anh hiểu vợ mình đến mức độ nào, cô ấy thích gì, cách gì có thể làm cho cô ấy nguôi giận được, thì cái đấy là cái mà tôi muốn anh nghĩ đến. Chứ còn bây giờ bảo tôi là làm gì để vợ anh nguôi giận thì thực sự là tôi chịu. Vợ anh còn anh là phải người hiểu nhất đúng không? Thế nên là bây giờ tôi mới chợt nghĩ đến một vài cái ý. Thứ nhất là anh nghĩ xem là cô ấy đã từng giận, cô ấy đã từng vô cùng nóng giận, vậy thì mình đã làm gì, cái cách mình đã làm để cô ấy nguôi giận là gì, để cho mọi chuyện nó bình thường ấy, thì anh thử nghĩ lại xem mình đã làm gì, cách nào là cái cách hiệu quả. Đấy là về mặt ứng phó nhé, để cái kỹ năng của mình. Còn thế này, còn bây giờ có lẽ là mình cũng nghĩ về phía cô ấy xem, có lẽ là cô ấy cũng có những cái băn khoăn, cũng có những cái sự thay đổi nào đó về mặt tâm sinh lý ở cái tuổi 50. Sự thay đổi về nội tiết tố, giai đoạn tiền mãn kinh, cô ấy đang ở trong cái giai đoạn đấy hoặc là đã xảy ra rồi, thì nó đều ảnh hưởng đến những cái nội tiết tố và khiến cho người ta có thể căng thẳng, người ta có thể bực bội, người ta có thể có những cái sự khó chịu trong người. Và nếu như bất kỳ một cái tác động nào đó bên ngoài về, nhìn thấy chồng làm gì đó không vừa ý là bắt đầu lại cáu giận. Cái này thực sự cô ấy không muốn đâu, nhưng mà những cái sự thay đổi về mặt sinh lý của cô ấy và khiến cho tâm lý cô cũng bất ổn và dẫn đến những cái hành động như thế. Thì mình hiểu cô ấy và mình cũng không có làm cái gì đó để mà giống như cho thêm dầu vào lửa, đúng không ạ? Và những lúc như thế thì thông thường thì tôi sẽ, nếu mà vợ tôi giận thì tôi sẽ cười, tôi hỏi xem là tại sao lại giận, anh làm gì sai, anh có thể làm gì để em bớt giận, đúng không ạ? Nhưng mà nhiều cái quá đáng lắm. Cái quá đáng thì bây giờ nó ở cái câu chuyện là mình chấp nhận ở mức độ nào. Nếu mà thấy quá đáng quá thì mình cũng phải nói với cô ấy rằng là mình không chấp nhận được điều này, mình nói rõ với cô ấy điều như thế. Và chắc là cô ấy cũng sẽ bảo rằng là nếu không chấp nhận được thì thôi, đúng không, chia tay nhau. Thì mình cũng nói với cô ấy rằng là thực sự đấy không phải là một cái giải pháp. Cái mà mình đang muốn đây là hướng tới những cái điều tích cực, làm sao đó để duy trì được cái mối quan hệ, để giải quyết được vấn đề, chứ không phải là cái chuyện mà chia tay nhau. Chia tay nhau thì xong rồi chắc chắn là hai người cũng sẽ cảm thấy buồn, gọi là nhịn nhau được đến gần cuối cuộc đời rồi, bây giờ lại còn chia tay nhau thì đấy là điều không ai muốn cả. Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ mà tích cực. Tính là không hợp với mình, ví dụ như mình thích ăn nước thì nó thích ăn khô, thế rồi thì nhiều cái sinh hoạt thì nó sẽ nói lại nó không hợp, nên là coi là nó cứ lằng nhằng, thế là nó đôi khi nó mắng mình. Thế thì bây giờ mình phải tìm cách nào đó để mà thỏa thuận với nhau là bây giờ tóm lại là nếu mà nấu ăn thì nấu hai món, một món khô một món nước, để cho nó thoải mái với nhau, chứ không thể nào, mình cũng không thể bắt ép cô ấy phải theo mình. Cũng giống như là cô ấy cũng có những cái quan điểm riêng của cô ấy, nên là cô ấy làm theo cách cô ấy nghĩ. Ở giai đoạn này rồi thì tôi nghĩ rằng là mình đã đi với nhau rất là dài rồi ấy. Thì đến cái giai đoạn cuối này thì mình cũng không phải là nhịn nhé. Ở đây không, câu chuyện không phải là nhịn, mà bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm ra được cái cách nào đó để làm vừa lòng nhau. Hãy hỏi cô ấy xem là tóm lại là bây giờ anh có thể làm gì để cho em vui, bớt bực, hay là có câu chuyện gì mà em cảm thấy nó không bằng lòng, có chuyện gì làm em căng thẳng, công việc, quan hệ, bạn bè, con cái, bất cứ thứ gì mà khiến em căng thẳng, khiến em như thế này. Vậy thì tóm lại khó khăn của cô ấy là gì? Ai cũng có những cái khó khăn cả, và chính cái khó khăn đó mà dẫn đến những cái sự thay đổi về mặt hành vi. Thế thì tóm lại là mình lôi lúc cũng phải hài hước về cái câu chuyện nó xảy ra để mà làm dịu cho cô ấy xuống. Cô ấy bình tĩnh xong mình nói chuyện. Mà cái cách tốt nhất ở đây là gì ạ? Khi cô ấy mà đang lên cơn, gọi là lên cơn, đang cao lên, cao trào, đang ở mức cao trào của bực tức ấy, thì thôi mình tránh mặt đi.
Đợi lúc nào mà cô ấy bình tĩnh trở lại thì mình sẽ gặp cô ấy, mình sẽ tìm cơ hội để nói chuyện, để trao đổi. Tôi tin rằng anh là một người đủ bình tĩnh để có biết lúc nào có thể tiếp cận được cô ấy và nói chuyện. Cũng như là anh thực sự có mong muốn thay đổi cái mối quan hệ này. Đó là điều tuyệt vời trong cái mối quan hệ này, để kéo cô ấy có thể là gì ạ, bình tâm trở lại, để cho mọi chuyện trong gia đình nó vui vẻ hơn. Đôi lúc thì cô ấy cũng bị những cái áp lực, những cái khó khăn mà khiến cô ấy hành động, mà thực ra cô ấy cũng không muốn như thế đâu. Tóm lại là cô ấy bị một cái sự căng thẳng nào đó, dồn ép nào đó, và khiến người ta đưa ra những cái quyết định mà người ta cũng không muốn như thế. Thế nên là mình sẽ cố gắng hiểu điều đấy và tìm cách để trợ giúp cô ấy, để có được cái quyết định nào cho nó phù hợp, hai người dựa trên cái sự tôn trọng nhau, thỏa thuận với nhau. Đấy là cái mà tôi thấy rằng là mọi người sẽ làm được với nhau bằng cách nói chuyện với nhau. Bây giờ thì chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay. Một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Yên Bái. Em năm nay 48 tuổi, vợ em năm nay là 46. Dạ. Nhưng mà cái mấy năm trước thì cái sinh lý của em đòi hỏi bình thường, nhưng mà mấy năm nay thì nó đòi hỏi cao quá. Vâng. Và vợ thì nhiều khi không đáp ứng được. Vợ kêu à? Cũng rất là khó nói và vấn đề tế nhị đúng không? Vâng. Câu chuyện của anh sẽ được gửi tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bác sĩ sẽ chia sẻ nhé. Xin mời ạ. Vâng ạ. Tôi chào bạn. Vâng ạ. Đúng là hai vợ chồng chỉ hơn nhau có 2 tuổi đúng không? Vâng. Thế và vợ 46 tuổi, già thì chưa tới nhưng mà trẻ thì cũng qua rồi. 46 tuổi là có thể đã cơ thể nó đã bắt đầu bước sang cái dốc bên kia. Nó đã chớm bắt đầu vào giai đoạn tiền mãn kinh. Thế thì cùng với sự thay đổi về cơ thể, thay đổi về nội tiết, rồi những cái áp lực của cuộc sống, áp lực của công việc, các cái mối quan hệ khiến cho đôi khi nhu cầu về quan hệ tình dục của cô ấy nó không như trước kia nữa. Thế và ngược lại thì mình thì lại ơn giời lại khỏe hơn trước. Đấy, thế nó mới khó nhỉ. Tức là nhà này là hát đồng ca, là nó không cùng một bè. Người thì bè cao, người thì bè trầm, và nó có những cái quãng nó chênh nhau rất là lớn. Chính vì vậy mà bây giờ bạn cũng cảm thấy khó đúng không? Nhưng nói thật với bác sĩ Hải này là em một ngày mà không được một lần là em đã thấy khó chịu lắm rồi. Tôi muốn hỏi là cái như mình có cảm thấy đây là khác thường so với cái nhu cầu của mình trước đây không? Có ạ. Nó từ năm trước, năm 45 tuổi đổ về trước thì em kể cả là 2-3 ngày một lần. Đấy, nhưng mà từ hồi em bị cái bệnh gan này, em uống cái thuốc của người dân tộc ấy. Thì là càng uống thì nó càng đòi hỏi cao. Thế à? Mà em trước em nói bác sĩ là em là có 67 cân thôi. Nhưng mà em uống thuốc bây giờ là lên đến 80 cân rồi. Thế hả? Thế cái quan trọng nhất là cái bệnh gan nó có ổn không? Bệnh gan của em thì bây giờ hầu như là khỏi rồi. Trước là em bị sơ gan, nhưng mà bây giờ là em đi kiểm tra là khỏi rồi. Sao biết được là khỏi? Có, em đi kiểm tra bệnh viện mà, em có thẻ bảo hiểm là em tháng nào em đi kiểm tra mà. Xét nghiệm, có xét nghiệm đánh giá chức năng gan không? Có. Nó cũng có cải thiện tốt hả? Em nói thật là em có thằng con trai là nó làm ở dưới Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an ấy, là em có bảo hiểm, là tháng nào em đi kiểm tra mà. Bây giờ là khỏi rồi, bác sĩ bảo là thôi thì tạm thời là chia tay đã, không khi nào mấy tháng để kiểm tra lại. Bây giờ thực sự là bạn thấy cái việc mà sức khỏe cải thiện thì là mừng rồi đúng không? Tăng cân, nhưng mà thấy cái việc mà cái quan hệ tình dục, cái nhu cầu quan hệ tình dục nó có thay đổi so với trước đây, cái sự thay đổi này mình thấy có thích không, có thấy thoải mái không? Có nghĩa là trong lương tâm mình thì thích, nhưng mà vợ không có nhu cầu. Thôi bây giờ thì tôi nghĩ là nhiều người muốn như bạn cũng chả được. Nếu mà có sức khỏe tốt rồi tinh thần thoải mái mà cái chuyện đó nó vẫn giữ được thì không có vấn đề gì. Tôi chỉ lo là ví dụ nó có cái tác dụng phụ của cái thuốc mà bạn uống về điều trị sơ gan chẳng hạn, thuốc của người dân tộc. Người dân tộc cũng có nhiều, rất nhiều các cái bài thuốc hay mà hay, nhưng mà đến mức độ là bây giờ họ cho lên xe máy họ chạy khắp nơi luôn, cứ bảo là uống cái củ này với cả cái cây kia thì sẽ rất là tốt. Thế thì hy vọng là bây giờ bạn không uống thuốc nữa đúng không?
Vâng. Ừ. Nó sẽ đào thải thế, hết. Bây giờ tôi không phải uống thuốc điều trị nữa mà bây giờ là vẫn dùng cái lá cây là uống hàng ngày là thay nước, có nghĩa là cái những cái cây tiền nó không đáng bao nhiêu. Nếu như uống cái cây đấy mà nó tốt, nó không ảnh hưởng gì thì mình có thể uống cũng được. Tuy nhiên nếu mà theo tôi thì thế này, bây giờ hiện tại thì chúng tôi, nếu mà là do bản thân bạn có nhu cầu như vậy thì hiện nay các cái loại thuốc của Tây Y chỉ để hỗ trợ cho nó tăng lên thôi. Chứ còn ít cái loại nào mà để cho nó giảm xuống cả. Nếu thực sự nó là tự nhiên. Còn nếu nó là do bệnh lý, tức là nó do rối loạn về mặt tâm lý, tức là một những cái bệnh lý về sức khỏe tâm thần ấy ạ, thì có những người người ta có những cái rối loạn về sức khỏe tâm thần dẫn đến việc là người ta ham muốn, đôi khi nó không phải là do nhu cầu thật của bản thân, thì cái đấy nó lại là chuyện khác. Bác sĩ ạ, nhưng mà bạn thì không phải như vậy. Tôi cũng ra viện đông y rồi, tôi hỏi thì bây giờ là hiện tại bây giờ là tôi chỉ uống có 3 thứ lá cây thôi. Có một mà loại là cây chó đẻ răng cưa này, hai là cây lá mía bách giải này, thứ ba là cây nhân trần. Để tốt cho gan à bạn? Vâng ạ. À vâng. Bây giờ tôi chỉ dùng có 3 loại lá thôi. Còn ngày trước thì uống nhiều thứ thuốc lắm. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ dùng 3 loại thôi. Vâng. Thực ra thì những cái thuốc mà bạn đang dùng hiện nay nó đều là đông y và nó cũng khá là lành. Nó không phải là những cái thuốc để điều trị mà nó chỉ hỗ trợ cho mình thôi. Nếu như uống mà mình cảm thấy hợp, mình cảm thấy khỏe, không có tác dụng phụ và mình cảm thấy sức khỏe của mình cải thiện thì mình có thể uống thay nước cũng được. Những cái bài thuốc của đông y nó có nhiều bài hay, tuy nhiên thì cái gì mình cũng uống là mình phải lắng nghe cơ thể của mình. Quay trở lại cái câu chuyện của bạn hiện nay thì trước mắt cứ tạm chấp nhận thế thôi nhỉ. Rồi chia sẻ với vợ. Bác sĩ ạ, nhiều khi nó thèm quá mà không được thì nó lại bức xúc ấy. Tôi hiểu mà. Vâng. Thế đành có lẽ cái này mình phải chia sẻ với vợ, để nói với vợ để vợ thông cảm. Và có điều kiện thì vợ có thể tìm hiểu thêm một số các cái người ta gọi là kỹ năng về quan hệ tình dục. Nếu vợ thực sự là người yêu mình, vợ thông cảm với mình, vợ sẽ tìm được cái cách để giải tỏa bức xúc giúp cho mình. Đôi khi nó không phải là quan hệ tình dục xâm nhập. Anh hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Cái này phải là do vợ nhá. Chứ mình không ép được vợ đâu. Và càng không bao giờ được ép vợ. Như thế này rồi thì hai vợ chồng thật là cởi mở với nhau. Nhưng mà cũng cố gắng để, vì vợ bây giờ 46 tuổi rồi, nhiều khi nói những chuyện đấy nó cũng khó anh ạ. Và nó cũng rất là tế nhị. Thì tìm cái cách nào đấy để có thể chia sẻ với nhau, tìm được điểm chung để hai người mà thông cảm cho nhau thì sẽ tìm được cái cách tốt nhất để cho